Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 151. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video chuyện này và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Quán mì Long Bà. Cùng Vì và Thánh Tử bưng một chén mì lên cho mọi người. Tông chủ, đừng khách khí. Vương Khả thụ sùng nhật kinh, tiếp nhận bát mì. Trường Chính Đạo Trương Thần Hư cũng đứng lên tiếp nhận. Không sao, hiện tại Tiểu Vi, Thánh Tử đều là tiểu nhị của quán mì ta. Các ngươi là khách, cũng không phải là không trả tiền. Long Bà cười nói. Vương Khả biến sắc. Người đang lên mặt với ta sao? Ngẩng đầu nhìn giá cả trên tấm biển, Vương Khả mới thầm thở phào. Tiền bối, người nói người ở Chu Kinh đã hơn 100 năm, thậm chí còn đến sớm hơn Vô Giới Hòa Thượng. Vì sao người lại lựa chọn sống ở Chu Kinh? Vì sao lại đến Thập Vạn Đại Sơn? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Ta phụ mệnh đóng quân ở Thập Vạn Đại Sơn, giám sát thiên hạ Thập Vạn Đại Sơn, thu thập tình báo của Thập Vạn Đại Sơn, đúng giờ gửi ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Long Bà cười nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Người cũng làm tình báo sao? Đúng vậy, làm công tác tình báo quan trọng nhất là hiểu che giấu tung tích. Thuật dịch dung của Tiểu Vi là ta dạy nàng, bằng không thuật dịch dung của nàng làm sao có thể tốt như vậy? Long Bà cười nói. Vương Khả kinh ngạc nhìn dung mạo Long Bà. Dịch dung? Chẳng lẽ Long Bà hiện tại cũng là giả? Người cảm thấy ta che giấu tung tích là như thế nào? Long Bà cười nói. Ba người Vương Khả ăn mì, vẻ mặt kỳ quái. Người che giấu tung tích quá lợi hại rồi. Người làm công tác này có trình độ như ngươi, ta còn chưa từng gặp. Phải biết rằng Chu Kinh chúng ta đến nhiều lần rồi, chưa bao giờ phát hiện đại lão như ngươi. Vương Khả cảm thán từ đáy lòng. Long Bà cười khẽ. Từ từ, tiền bối, ý của ngươi là thu thập tình báo, cung cấp ra bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Vậy tin tức của ta chẳng phải là... Vương Khả trừng mắt nói. Đúng vậy, tin tức của ngươi đã được gửi cho thủ trưởng của ta. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Mỗi lần ta gửi tin tức đi rất nhiều, cấp trên của ta có thể sẽ chú ý đến ngươi hay không thì vẫn là còn chưa chắc. Long Bà cười nói. Vậy là tốt rồi. Vương Khả thở phào. Chỉ là vốn để xem nhẹ ngươi, nhưng mà ngươi hiện tại đã thành giáo chủ Ma giáo, ta đoán ngươi khẳng định sẽ bị người khác chú ý. Long Bà cười nói. Vương Khả nghẹn mặt. Thân phận giáo chủ này của ta còn dẫn đến tai ương sao? Quên đi, cũng may chỉ có vài thật phần tài liệu của tiền bối ngươi gửi lên. Ở ngoài Thập Vạn Đại Sơn ta vẫn có gì nổi bật đâu. Vương Khả tự an ủi. Chưa chắc. Ta không chắc chỉ có hoàng triều ta nguyện trung thành có thám tử ẩn núp ở Thập Vạn Đại Sơn. Nói không chừng còn có hoàng triều khác phái thám tử đến ẩn núp đấy. Long Bà giải thích. Vương Khả sừng sốt. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Khả, không sao, ngươi đừng khẩn trương. Cho dù ngoại giới truyền tin tức của ngươi cũng không sao. Trương Chính Đạo nói. Vì sao? Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Vương Khả không hề có bản lĩnh gì, chỉ biết khoác lác, vậy không cần quá sốt ruột. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả đen mặt nhìn Trương Chính Đạo. Ngươi thôi lắm. Cái gì gọi là không có bản lĩnh, chỉ biết khoác lác? Ngươi nói thử đi, ta khoác lác câu nào rồi? Còn nữa, Thập Vạn Đại Sơn này còn có ai có thể có bản lĩnh như ta? Mọi người tỏ vẻ kinh thường nhìn Vương Khả. Người có lời nào không giống khoác lác chứ? Tiền bối cam chịu ẩn núp ở đây hơn 100 năm rồi sao? Một chút tin tức của người đều chưa từng có. Vương Khả ngạc nhiên nói. Ta phụ trách thu thập tình báo, chỉ xem, không tham dự cũng không nhúng tay vào tiến trình gì của Thập Vạn Đại Sơn. Nếu không sẽ chịu tội phá vỡ cân bằng của Thập Vạn Đại Sơn, sẽ bị hoàng triều khác nhắm vào. Kỳ thực như vậy cũng rất tốt, không cần xen vào quá nhiều chuyện hỗn loạn, cuộc sống an ổn là được. Long Bà cười nói.
Những gì tiền bối trải qua mới là cuộc sống. Vương Khả tán thưởng. Tiền bối, ngươi là long tộc thì thôi đi, còn là nguyên thần cảnh, thực lực của ngươi khẳng định rất mạnh, ngươi vì sao lại coi trọng Vu Giới Hòa Thượng? Chuyện này không hợp lý. Trường Chính Đạo vừa ăn mì vừa ghen tị nói. Vô Giới đại sư cũng không phải là hòa thượng bình thường, hắn là cao tăng đắc đạo, ta coi trọng hắn là trèo cao rồi. Long bà cười nói. Ba người Vương Khả sừng sốt. Cao tăng đắc đạo sao? Ăn thịt uống rượu tán gái ư? Còn không biết xấu hổ, đây cũng là cao tăng à? Không chỉ như thế, Vô Giới đại sư cũng có nghị lực cực lớn, dứt khoát phế tu vi vì sắc dục thiên, có tinh thần hy sinh to lớn, đồng thời không quên chí nguyện. Mặc dù không còn là trụ trì độ huyết tự, vẫn trấn thủ nơi đây hơn trăm năm qua, sơ tâm cũng không thay đổi, cực kỳ hiếm có. Long bà lắc đầu nói. Trấn thủ nơi này là có ý gì? Thần sắc Vương Khả khẽ động. Các người không biết sao? Long bà ngờ vực hỏi. Mọi người lắc đầu. Hơn một năm gần đây, khu phàm nhân không ngừng xuất hiện linh khí, các người biết không? Long bà hỏi. Đương nhiên là phong ấn Trường Thiên Sư dùng phong ấn Long Hoàng đã buông lỏng. Vương Khả gật đầu. Đúng vậy, phong ấn buông lỏng. Nơi phong ấn buông lỏng là ở chu kinh này, linh khí khu phàm nhân tràn ra đầy chu kinh nhất. Long bà nói. Ba người Vương Khả nhìn nhau, hiển nhiên là ai cũng không có cảm xúc. Ý của ngươi là nếu Long Hoàng có thể trốn thoát cũng là từ chỗ của chu kinh phá phong ấn ra ngoài? Vương Khả nhíu mày nói. Năm đó Long Hoàng bị phong ấn hoàn toàn ở chu kinh, các ngươi không biết sao? Long bà nói. Ba người nghẹn mặt. Chúng ta làm sao mà biết? Chúng ta chỉ biết Long Hoàng bị phong ấn ở khu phàm nhân, ở Long Tiên Trấn có một cái cửa ra vào, làm sao biết Long Hoàng bị phong ấn nơi này? Vô Giới đại sư rời khỏi độ huyết tự hơn trăm năm, vẫn tọa trấn ở chu kinh là vì trấn thủ Long Hoàng. Long bà nói. Ba người nhìn Phật Thủ tự cách đó không xa. Vô Giới hòa thượng vĩ đại như vậy ư? Tiền bối, gia gia của ta là Trương Thiên Sư, ngươi có biết không? Thần sắc Trường Chính Đạo khẽ động nói. Biết, chuyện này cũng không phải là gì bí mật. Long bà gật đầu. Vậy ngươi có biết gia gia của ta từng lưu lại di tích phong ấn gì ở thành Nam Chu Kinh không? Trường Chính Đạo chờ mong hỏi. Long bà nhìn Trường Chính Đạo cười nói. Đàn chuột thành Nam là các ngươi dẫn đến tìm di tích của Trương Thiên Sư sao? Đúng vậy, đúng vậy. Tiền bối, người ở chu kinh trăm năm, người nhất định phải biết, đúng hay không? Trường Chính Đạo nhất thời kích động nói. Ta biết. Long bà gật đầu. Tiền bối, mong người mau nói cho ta biết. Chúng ta tìm khắp nơi rồi, muốn điên rồi. Dẫn theo hình vẽ là ở Nam Thành chu kinh này, vì sao chúng ta không tìm thấy? Trường Chính Đạo buồn bực hỏi. Hình vẽ sao? Hình vẽ của các ngươi là 200 năm trước rồi. Long bà cười nói. Tiền bối, sao ngươi biết? Trường Chính Đạo kinh ngạc. Bởi vì ở chu kinh hơn 200 năm, từng di chuyển đến hướng Nam một thời gian, các ngươi cứ tìm ở thành Nam, tự nhiên không tìm thấy dấu vết Trường Thiên Sư. Long bà cười nói. Ba người đều sừng sốt. Chu kinh di Nam rồi, vì sao? Trường Chính Đạo mờ mịt. Bởi vì Phật đầu tử. Long bà giải thích. Hả? Mọi người ngờ vực. Tuy Phật đầu tử đã được trùng tu, nhưng hơn trăm năm chưa từng nhìn thấy Phật thủ lớn như vậy. Long bà chỉ bảo Phật thủ thật lớn cách đó không xa. Đương nhiên, năm trước Vô Giới hòa thượng còn triệu hoán đặc không gọi về thạch thất, gọi ra pháp tướng nguyên thần Như Lai Phật Tổ đại chiến Ô Hữu Đạo. Tuy thạch Phật kia đã nát bét, nhưng mà vẫn bò trong hầm ngầm, chỉ có Phật thủ còn vẹn nguyên. Vương Khả gật đầu. Thạch Phật kia là Vô Giới đại sư mời tới, mục đích là chấn áp cửa vào phong ấn Long Hoàng. Thạch đá từ trên trời giáng xuống, dân chúng đều cung bái, kiến tạo Phật đầu tự ban sơ, hương khói cường thịnh, chậm rãi đưa vào thành trì chu kinh. Chu kinh cũng nam di một khoảng cách. Long bà giải thích. Già già ta lưu đồ vật nơi này
Trường Chính Đạo nhíu mày nói: phía dưới thạch đá. Long Bà giải thích. Ba người Vương Khả sửng sốt, mình đã tìm hơn một tháng, không thể ngờ ở ngay dưới chân mình. Vô giới hòa thượng khôn kiếp, hắn không nói sớm, hại chúng ta tìm lâu như vậy. Trương Thần Hư tức giận nói: đúng vậy, hèn gì vô giới hòa thượng gần đây cứ tránh né chúng ta, thì ra là có tật giật mình. Mẹ nó, hại chúng ta tốn nhiều tiền chiêu đãi đám chuột của Thử Vương. Trường Chính Đạo cũng tức giận nói: việc này các ngươi biết được rồi, ngàn vạn lần đừng có mà nói. Long Bà bỗng nhiên cười khổ: yên tâm, người đã có đại ân với chúng ta, chúng ta làm sao mà bán đứng người chứ. Trường Chính Đạo vỗ ngực cam đoan: tiền bối, vì sao người nói với chúng ta những chuyện này? Vương Khả nhíu mày hỏi: Vương Khả, Long Bà giúp ta ân lớn như vậy, ngươi còn hỏi cái gì? Trường Chính Đạo trừng mắt nói: Long Bà không phải theo đuổi vô giới hòa thượng sao? Theo đạo lý bọn họ phải một lòng, nhưng mà Long Bà lại bóc trần vô giới hòa thượng. Vương Khả trừng mắt nói. Trường Chính Đạo sừng sốt, sắc mặt Long Bà xấu hổ, cũng không có giải thích. Vương Khả, sau này chúng ta chất vấn vô giới hòa thượng là được rồi, Long Bà không tất yếu gạt chúng ta. Trương Thần Hư nhíu mày nói: đúng vậy, không có đạo lý, đây là phù hợp logic. Vô giới hòa thượng thực hiện sứ mệnh che giấu, tiền bối Long Hoàn đã bóc trần hắn, còn nói ái mộ hắn, đây không phải là vấn đề rõ ràng sao? Vương Khả nhíu mày nói. Sắc mặt Long Bà cứng đờ: đến lúc này rồi ta nói với các ngươi bí mật không tốt sao? Ngươi có quan tâm gì đến logic? Tiền bối, vì sao ngươi lại nói với chúng ta? Vương Khả nhìn Long Bà: ta cũng không chú ý, đã nói sẽ giữ miệng rồi, các người cứ xem như là không nghe thấy. Người già rồi, thích rong dài hai câu. Long Bà buồn bực: Vương Khả này làm sao quan tâm chút tiểu tiết như vậy chứ? Vương Khả, ngươi để ý điều này làm gì? Tìm được vật cần tìm được rồi, cần phải đa tạ Long Bà nữa đấy. Trường Chính Đạo trừng mắt nói: không được, ta phải hỏi rõ. Long Bà không nói, ta phải đi hỏi vô giới hòa thượng, có thể nào ảnh hưởng tâm tình cảm của bọn họ. Nhưng lỡ như Long Bà muốn hãm hại ta thì sao? Vương Khả trừng mắt nói. Sắc mặt Long Bà khó coi: các người vừa rồi đã đáp ứng ta, không nói cho bát giới hòa thượng. Là Trương Chính Đạo đáp ứng, ta không có đáp ứng. Vương Khả lắc đầu. Long Bà nghẹn mặt: Long Bà, ngươi đừng có mà nhìn ta, tuy ngươi nói với chúng ta rất nhiều, nhưng mà vô giới hòa thượng là công nhân, cũng là người bạn của ta, ta cũng không thể gạt hắn ta. Ta vừa mới quen ngươi, chỉ là quan hệ xã giao thôi, dù sao cũng không thể kết bè làm hại bạn bè. Việc này ta khẳng định phải nói cho vô giới hòa thượng. Hơn nữa chúng ta ở đây ăn bát mì, ngươi còn đòi tiền nữa, cũng xem như là không có giao tình gì. Vương Khả nói. Long Bà sừng sốt: bởi vì ta thu ngươi một chén mì mà ngươi đã bán đứng ta rồi. Tiền một chén mì thôi, ngươi có cần phải đến mức như vậy không? Phật đầu tử. Vương Khả, Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư vây quanh vô giới hòa thượng. Vô giới hòa thượng cười khổ: Long Bà không nói dối, nhưng các vị không thể đi xuống. Vì sao? Vô giới hòa thượng, người biết rõ đây là bảo tàng gia gia lưu cho ta, ngươi lại giả vờ không nhìn thấy. Long Bà đã nói cho ngươi biết trần tướng, ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta? Trường Chính Đạo trừng mắt nói: dưới thạch Phật là cửa phong ấn Long Hoàng, ta lấy Phật hiệu mời đến thạch Phật mới trấn thủ được nơi này. Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thả ra Long Hoàng, vậy hậu quả thật không tưởng nổi đâu. Vô giới hòa thượng lo lắng nói. Trường Chính Đạo, già già người cũng thật là, vì sao đặt bảo tàng cuối cùng ở đây? Đây không phải là bị bệnh sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ta làm sao mà biết? Trường Chính Đạo cũng buồn bực. Trường Thiền Sư tự nhiên có thẩm ý, nhưng mà phía dưới hung hiểm, các người không hiểu sao? Vô giới hòa thượng lo lắng nói. Không sao, không phải đề phòng Long Bà thôi sao? Long Bà ngoài mặt theo đuổi ngươi, lại âm thầm bóc trần ngươi, chúng ta cẩn thận rồi, mấy ngày nay ta đã có bố trí, cam đoan không gặp chuyện gì không may. Vương Khả vỗ ngực. Đúng vậy, Trường Chính Đạo tự tin nói. Vô giới hòa thượng tỏ ra cổ quái, nhìn ba người. Vì sao? Ta cảm thấy ba người các ngươi không đáng tin. Vô giới hòa thượng, người không tin bọn họ, cũng nên tin tưởng ta. Chúng ta hợp tác không phải là ngày một ngày hai, có lần nào hãm hại ngươi đâu. Vương Khả trấn an vô giới hòa thượng.
Vô Giới Hòa Thượng nhìn Vương Khả, sắc mặt cứng đờ. Ngươi lần nào không hãm hại ta chứ? Chính ngươi nói xem, lần đầu gặp mặt đã bức ta nghĩ đến Phật hiệu Đại Thừa ra sao? À Di Đà Phật, có thể đi xuống, nhưng mà các ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Ngoài đồ vật Trương Thiên Sư lưu cho Trường Chính Đạo, đồ vật khác đều không được lấy. Vô Giới Hòa Thượng trịnh trọng nói. Còn có vật khác sao? Ba người sửng sốt. Đúng vậy, như là Định Hải Châu, pháp bảo của Long Hoàng gì đó. Vô Giới Hòa Thượng gật đầu. Đôi mắt ba người nhất thời sáng rực. Nơi này còn có thu hoạch ngoài ý muốn sao? Còn có chuyện tốt này sao? Đây đều là cái bẫy của Long Hoàng, dùng để hấp dẫn người khác phá hư phong ấn. Một khi các ngươi nổi dậy lòng tham, tranh đoạt vật của Long Hoàng, sẽ tạo cơ hội phá hư phong ấn, khiến Long Hoàng trốn được. Đến lúc đó, hậu quả không tưởng tượng nổi đâu. Vô Giới Hòa Thượng trịnh trọng nói. Bẫy của Long Hoàng? Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư biến sắc. Không sao, ngươi yên tâm, nhân phẩm của ta ngươi cũng biết mà, ta sẽ không đụng vào đâu. Vương Khả vỗ ngực. Vô Giới Hòa Thượng nhìn Vương Khả trầm mặc một lúc. Nhân phẩm của ngươi? Bởi vì nhân phẩm của ngươi ta mới lo đấy. Làm sao đây? Vô Giới Hòa Thượng, nhanh lên, đừng có mà nhiều lời. Cầm tiền lương của ta còn lề mề như vậy à? Đều nghe theo ngươi, hết thầy đều trong tay ta. Vương Khả trầm giọng nói. Đúng vậy, đừng có lề mề. Trường Chính Đạo thúc giục nói. Được, được rồi, các ngươi đi theo ta. Vô Giới Hòa Thượng cười khổ. Nói xong, Vô Giới Hòa Thượng chắp tay thành chữ thập, khoanh chân ngồi xuống, giống như đang lẩm bẩm. Ầm một tiếng, đầu của Thạch Phật hơi run lên, sau đó mở miệng ra. Thạch Phật này còn có thể động sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Tốt lắm, các ngươi đi theo ta, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng có sảng bậy. Cầm di vật của Trương Thiên Sư rồi lập tức đi theo ta ra ngoài, đừng có bị ngoài vật hấp dẫn. Vô Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Nói xong, Vô Giới Hòa Thượng bước đi vào trong miệng Thạch Phật. Ba người Vương Khả trừng mắt nhìn cửa Thạch Phật. Cái này, cửa Phật này là thông đạo sao? Thạch Phật mấy năm trước không phải đã bị phá ở trong đại chiến rồi sao? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Vô Giới Hòa Thượng có nhiều bí mật như vậy, nói không chừng bị hắn sửa xong rồi. Đi thôi, đừng có nhiều lời nữa. Vương Khả đi theo vào. Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư bước vào. Trong miệng Thạch Phật là một thông đạo bóng loáng. Vương Khả trượt xuống, trượt rất nhanh, lập tức tới đáy. Dưới đáy sáng trừng bóng loáng. Ầm một tiếng, đoàn người trượt ra khỏi thông đạo. Cửa thông đạo vừa rồi thật kỳ quái. Về mặt Vương Khả cổ quái. Đúng vậy, chúng ta đã xuyên qua thân thể Thạch Phật, sắp đến rồi. Vô Giới Hòa Thượng dẫn đường. Xuyên qua thân thể Thạch Phật sao? Cái cửa kia chẳng lẽ là... Về mặt Vương Khả cổ quái. Cửa ra trên người Thạch Phật. Sắc mặt Vương Khả, Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư đều cổ quái. Chúng ta đã bị bài tiết ra ngoài. Đám người dừng trên sân động thật lớn. Chỗ này cũng có một vực sâu. Trương Thần Hư biến sắc nói. Mọi người nhìn lại, quả nhiên ở trong trung tâm sân động có một cái vực thật lớn. Nhưng ở cửa vực sâu này có một cửa vực sâu ẩn chứa làm quang, giống như vô số ký hiệu bao trùm lên cửa vực. Đây là... Vương Khả ngạc nhiên. Đây là nơi phong ấn Long Hoàng. Phía dưới vực sâu này là Long Hoàng. Những ký hiệu đạo ra này đều do Trương Thiên Sư hạ chú, nhưng bây giờ đã có vài vết rạn rồi. Vô Giới Hòa Thượng nhíu mày nói. Mọi người nhìn lại, quả nhiên ký hiệu phong ấn của Trương Thiên Sư hạ chú thật rậm rạp, một đồng uy nghiêm khiến cho mọi người căng thẳng. Xem đi, trên ký hiệu của gia gia ta là Định Hải Châu. Trường Chính Đạo trừng mắt. Cửa vực sâu này, ngoài ký hiệu phong ấn còn có rất nhiều pháp bảo trôi nổi trên không trung. Tám viên Định Hải Châu còn có đao thương kiếm kích. Các loại pháp bảo đều phát ra hào quang mơ hồ, giống như là hấp dẫn mọi người đến đây. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Ta đã nói với các người, đây là cái bẫy của Long Hoàng. Các người chém giết đoạt bảo vật là trúng kế của Long Hoàng đấy. Vô Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Bẫy sao? Đây đều là tiền mà, Long tộc có tiền như vậy sao? Vương Khả đỏ mắt. Đúng vậy. Trường Chính Đạo chảy nước miếng. Các người đã đáp ứng ta rồi mà. Vô Giới Hòa Thượng buồn bực. Cả đám người các ngươi đều đỏ mắt. Sao ta có thể tin tưởng hứa hẹn của các người chứ?
Trước thu bảo tàng của Trương Thiên Sư, những thứ khác chúng ta đợi một lát nữa thì xem. Vương Khả áp chế dục vọng, nhanh chóng nói. Được rồi, được rồi. Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư áp chế kích động, nói. Đến đi, bảo vật Trương Thiên Sư cho Trương Chính Đạo ở đây. Các người nhanh lên đi, đề phòng có biến cố. Vô Giới Hòa Thượng chỉ vào tấm bia đá cách đó không xa. Vô Giới Hòa Thượng, ngươi yên tâm, đã nói với ngươi rồi, hết thảy đều trong lòng bàn tay ta, không phải là phòng bị Long Bà sao? Chúng ta biết nàng bóc trần ngươi khẳng định là không có lòng tốt, đã sớm ta có chuẩn bị rồi. Vương Khả nói. Sớm có chuẩn bị? Vô Giới Hòa Thượng khó hiểu. Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, hai người gật đầu, mỗi người lấy ra một thanh thiết phiến. Mấy ngày nay Vương Khả vì phòng bị Long Bà, đặc biệt để ta trở về Thiên Lang Tông một chuyến, lấy lại thiên âm phiến của mình. Yên tâm, Trương Thần Hư có thiếu dương phiến, chỉ cần thiếu âm phiến, thiếu dương phiến thì có thể thúc giục hành hình thành đại trận, là có thể ngăn trở Long Bà. Trương Chính Đạo tự tin nói. Đúng vậy, ngươi và Trương Thần Hư dùng quạt hình thành thiếu âm dương đại trận, bảo vệ nơi này lại, đợi chúng ta thu từng kiện bảo vật. Vương Khả nói. Được. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư hưng phấn nói. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư thúc giục cây quạt của mình. Đúng rồi, Trương Chính Đạo, còn chưa hỏi ngươi, ngươi trở về lấy thiếu âm phiến thì lấy thiếu âm phiến thôi, ta đã bảo ngươi làm việc âm thầm một chút, mắt của ngươi sao lại sưng như vậy? Vương Khả ngạc nhiên. Đúng vậy, hai vòng tròn đen này là gì? Trương Thần Hư cũng tò mò nói. Ngươi cho là lấy thiếu âm phiến rất dễ sao? Mẹ nó, Thiên Lang Tông các ngươi cũng không phải là thời tốt gì cả, thiếu âm phiến này rõ ràng là của ta, còn không cho ta lấy, ta đại náo một hồi mới cầm lại được đấy. Trương Chính Đạo tức giận nói. Vì sao? Ai làm khó dễ ngươi? Vương Khả ngạc nhiên. Còn không phải Mạc Tam Sơn kia, tên điên kia, không cho ta lấy. Trương Chính Đạo tức giận nói. Sau đó ngươi đã bị Mạc Tam Sơn đánh rồi? Vương Khả ngạc nhiên. Mạc Tam Sơn bị đánh thảm hơn ta, mặt hắn bị đánh thành đầu heo rồi. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả, Trương Thần Hư tỏ ra kinh thường, về mặt không tin. Trong quán mì của Long Bà, Long Bà Thánh Tử nhìn Phật Tổ Tự bị thuộc hạ của Vương Khả bao vây. Long Bà, người đã sớm biết mẫu thân ta ở dưới Phật Thạch này, vì sao chờ đến hiện tại mới động thủ? Thánh Tử nhíu mày nói. Người quá coi thường Vô Giới Đại Sư rồi. Long Bà lắc đầu. Hả? Nếu không phải Vô Giới Đại Sư tự mình phá vỡ Thạch Phật trấn thủ, ai cũng không thể đi xuống. Long Bà lắc đầu. Nhưng đây chỉ là một thạch Phật mà thôi, người chính là Nguyên Thần Cảnh. Thánh Tử khó hiểu nói. Ta là Nguyên Thần Cảnh, không sai, trừ phi ta cá chết rách đối với Vô Giới Hòa Thượng, buộc hắn vỡ phá vỡ Phật hiệu trấn thủ, bằng không ta không thể đi xuống. Long Bà lắc đầu. Thạch Phật trấn thủ này quỷ dị như vậy ư? Thánh Tử kinh ngạc. Đúng vậy, thạch Phật trấn thủ này không có sự cho phép của Vô Giới Đại Sư, ở Thập Vạn Đại Sơn hẳn là không ai có thể đi xuống. Nhưng Vô Giới Đại Sư đã bị phế tu vi rồi, ngươi hoàn toàn có thể bắt buộc hắn mở ra thạch Phật trấn áp mà. Thánh Tử nhíu mày nói. Cá chết rách lưới với đại sư, ta không dám. Long Bà cười khổ. Vì sao? Chẳng lẽ Vô Giới Đại Sư đang ngụy trang thành phàm nhân? Thánh Tử kinh ngạc nói. Không, ta còn muốn theo đuổi Vô Giới Đại Sư, ta không muốn lưu lại với hắn ấn tượng xấu. Nếu ta vì cứu Long Hoàng mà đắc tội Vô Giới Đại Sư, về sau ta làm sao mà thu được trái tim của đại sư? Long Bà trịnh trọng nói. Thánh Tử nghẹn mặt. Vô Giới Hòa Thượng có mị lực lớn như vậy, ta không thấy mà. Được rồi, trấn thủ thạch Phật đã mở ra, chúng ta cũng đi thôi, hiện tại nhân cơ hội này phóng thích Long Hoàng. Long Bà trầm giọng nói. Được. Thánh Tử gật đầu. Tiểu Vi, hôm nay quán mì không có mở, đóng cửa tự nghỉ ngơi, người tự chú ý an toàn. Long Bà quay đầu nói với Cung Vi ở phía dưới. Hả? Rõ. Cung Vi nhu thuận gật đầu. Long Bà mang theo Thánh Tử đến chỗ thạch Phật. Long Bà là Nguyên Thần Cảnh, tốc độ cực nhanh, một đám thuộc hạ của Vương Khả ở Phật Thủ Tự thì cũng không nhìn rõ, nhưng mà cách đó không xa có một người nhìn rõ, đó là Mạc Tam Sơn đang nấp trong bóng tối.
Mạc Tam Sơn không biết bị ai đánh, trên mặt sưng phồng, vẻ mặt oán hận nhìn Phật Đầu Tử. Trường Chính Đạo đoạt đi Thiếu Âm Phiến, ta chỉ biết khẳng định có chuyện. Quả nhiên, bọn Vương Khả muốn làm gì? Chỗ cửa thạch Phật kia còn là một thông đạo. Mạc Tam Sơn kinh ngạc. Hả? Lại có hai người tiến vào. Hai người đó ít nhất là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, sao lại xuất hiện cao thủ chứ? Vẻ mặt của Mạc Tam Sơn tỏ ra ngờ vực, nhìn quán mì hai người mới tới. Quán mì Long Bà. Mạc Tam Sơn nghi ngờ xem xét quán mì Long Bà. Đúng lúc chợt nhìn thấy một nữ tử dọn dẹp mặt bàn. Hôm nay quán mì không mở cửa, ngày mai khách quan hãy đến. Nữ tử khách khí. Thần sắc Mạc Tam Sơn cổ quái, thần thức quét qua quán một vòng, không có gì đặc thù. Khách quan, mặt của ngươi... Nữ tử kinh ngạc nhìn gương mặt sưng phù của Mạc Tam Sơn. Thanh âm rất quen thuộc. Mạc Tam Sơn nhíu mày. Khách quan, hôm nay quán mì không có mở cửa, hôm khác hãy đến. Nữ tử lần nữa khuyên nhủ. Đồng tử của Mạc Tam Sơn đột nhiên co rụt lại. Cung Vi, là ngươi. Trường Chính Đạo cầm Thiếu Âm Phiến, Trương Thần Hư cầm Thiếu Dương Phiến. Hai người thúc giục, lập tức Thiếu Âm Phiến tỏa ra vùng xương đen dày đặc, Thiếu Dương Phiến lại tỏa ra lượng xương trắng nồng nặc. Trường Chính Đạo vung tay, Thái Âm Phiến bỗng nhiên biến thành một con hắc phượng hoàng, rất nhanh bay múa lên cao. Trương Thần Hư vung tay, Thiếu Dương Phiến cũng biến thành một con bạch phượng hoàng, dương cánh bay múa. Hai con phượng hoàng dẫn theo luồng xương đen, xương trắng, bay múa vòng quanh đỉnh sơn động. Trong lúc nhất thời, đỉnh sơn động hoàn toàn bị xương đen, xương trắng bao phủ. Đồng thời hai con hắc bạch phượng hoàng cùng nhau bay múa, chậm rãi xoay tròn, nhìn từ xa giống là một đồ án thái cực, chậm rãi xoay tròn trên đỉnh sơn động. Thiếu Âm Dương đại trận truyền. Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư đồng thời gào to. Vù một tiếng, đại trận vận chuyển, phượng hoàng dương cánh, một luồng khí tức khổng lồ tỏa ra. Được rồi, Vô Giới Hòa Thượng, ngươi hẳn là an tâm rồi. Thiếu Âm Dương đại trận mở ra, cho dù là Long Bà xông tới cũng có thể chống đỡ. Vương Khả nói. Không sai, cho dù là cường giả nguyên thần cảnh đi vào cũng sẽ bị nhốt vào trong, ngươi đừng có lo. Trương Thần Hư tự tin nói. A-di-đà Phật. Vô Giới Hòa Thượng chắp hai tay thành chữ thập, gật đầu, cũng không muốn nói cái gì. Ầm một tiếng, Thiếu Âm Dương đại trận bỗng nhiên lay động. Hai con phượng hoàng thét dài, nhảy ầm ầm vào trong xương đen, xương trắng. Ầm một tiếng, trong đại trận không ngừng có tiếng động xung kích. Tình huống gì vậy? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, hình như có người vừa xâm nhập vào Thiếu Âm Dương đại trận. Trương Thần Hư nói. Thiếu Âm Dương đại trận đợi được cá lớn rồi. Trường Chính Đạo cũng kinh ngạc nói. Nhanh như vậy? Long Bà này cũng quá nóng lòng rồi. Chúng ta vừa mới bố trí đại trận, nàng đã xông vào rồi á? Vương Khả kinh ngạc. Ầm một tiếng, tiếng xung kích nổ vang không ngừng. Thiếu Âm Dương đại trận của các người chống đỡ được không? Vương Khả hỏi. Có thể chứ, chúng ta cảm nhận được người bị đại trận vây khốn là cường giả nguyên thần cảnh, khó khăn lắm mới bị nhốt, hiện tại lâm vào thế giới trong đại trận, có cần làm gì không? Trương Thần Hư hỏi. Không cần, bao vây là được rồi. Dù sao Long Bà cũng là bạn gái của Vô Giới Hòa Thượng, người không thể hạ sát thủ đâu. Vương Khả nói. A-di-đà Phật, các người hiểu lầm rồi, ta là người xuất gia, làm gì có quan hệ với Long Bà. Vô Giới Hòa Thượng lập tức giải thích. Ba người cùng khinh thường nhìn vào mặt của Vô Giới Hòa Thượng. Được tiện nghi còn khoe mã, ngươi thật thiếu đánh. Ba người độc thân chúng ta còn chưa có nói gì, ngươi còn dám vinh váo. Được rồi, Thiếu Âm Dương đại trận này đã bao vây lại Long Bà, chúng ta tiếp tục chuyện của mình. Trường Chính Đạo, ngươi xem thử ra ngươi lưu lại gì cho ngươi, trên tấm bia đá kia có cái gì? Vương Khả nói. Được. Một đám người lập tức xông tới. Trên tấm bia đá có viết chữ: ban thưởng cho con ta, chỉ có huyết mạch của ta có thể lấy. Trương Thần Hư nhớ kỹ mấy chữ phía trên. Là lưu lại cho cha á? Không phải lưu lại cho ta. Trường Chính Đạo sừng sốt. Lưu cho ngươi và lưu cho cha ngươi thì khác gì nhau? Đừng có mà nhiều lời, lấy đi. Vương Khả trừng mắt giục. À được rồi. Trường Chính Đạo lập tức đặt tay lên tấm bia đá. Vù một tiếng,
Kim quang trên tấm bia đá tỏa ra, ở bên trong chậm rãi trôi lên một quyền ngọc thư. Ngọc thư dừng trên tay Trương Chính Đạo. Cả người Trương Chính Đạo chợt chấn động. Cái gì vậy? Mọi người bao vây lại nhìn. Nhìn thấy ngọc thư có bốn chữ to: Bát Cửu Huyền Công. Vô Giới Hòa Thượng trừng mắt. Bát Cửu Huyền Công? Công pháp này không phải đã thất truyền từ lâu rồi sao? Ra ra tìm thấy từ đâu? Trương Thần Hư cũng kinh ngạc. Vương Khả trợn mắt. Bát Cửu Huyền Công 8972 biến. Đây không phải là công pháp của Tôn Hầu Tử và Nhĩ Lăng Thần sao? Ở trên đời thật sự có công pháp này sao? Ta bị mù à? Sao này có thể nào gặp được hai vị lão đại này chứ? Tôn Hầu Tử gì? Nhị Lang Thần gì? Vương Khả, người biết công pháp này à? Trương Thần Hư kinh ngạc hỏi. Sắc mặt của Vương Khả cứng đờ. Ta nói thế nào với các người đây? Là do ta xem được trên TV, ở trên tiểu thuyết, các người tin chắc. Mấu chốt ta lúc trước không có tin tưởng mấy thứ này. Dạ dạ, người có đủ bộ Bát Cửu Huyền Công. Nếu người cho cha ta từ sớm, cha ta cũng không cần. Vẻ mặt Trương Chính Đạo bỗng nhiên buồn phiền. Có ý gì? Cha ngươi tu luyện là Bát Cửu Huyền Công? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Không chỉ cha ta, ta cũng tu hành Bát Cửu Huyền Công. Đáng tiếc chỉ là tàn trương còn sót lại. Đáng tiếc chỉ là tàn trương. Hiện tại tốt rồi, gia gia lại tìm được một đủ bộ công pháp trong truyền thuyết. Cha, sau này cha nhất định sẽ gầy nháo. Trường Chính Đạo tỏ vẻ không cam lòng. Các người giúp ta hộ pháp, ta luyện Bát Cửu Huyền Công. Trường Chính Đạo kích động nói. Nói xong, Trường Chính Đạo khoanh chân ngồi xuống. Ngọc thư Bát Cửu Huyền Công ở trong tay chợt bay lên, tiện đà hóa thành lưu quang, chậm rãi chui vào mi tâm của Trường Chính Đạo. Vù một tiếng, Bát Cửu Huyền Công chui vào mi tâm. Ngoài thân Trường Chính Đạo tỏa ra hào quang màu vàng. Trường Chính Đạo lập tức tập trung nghiên cứu Bát Cửu Huyền Công. Bát Cửu Huyền Công, Kim Cương Bất Hoại Thân. Trường Chính Đạo cũng xem như là được một phần tạo hóa. Vô Giới Hòa Thượng cảm thán. Đây là đương nhiên. Công pháp của Tôn Hầu Tử, Nhị Lang Thần có thể kém sao? Nhưng hình tượng mập mạp của Trường Chính Đạo thật. Vẻ mặt Vương Khả cổ quái. Trong đầu Vương Khả hiện lên hình ảnh quỷ dị. Trừ Bát Giới, cầm Đại Kim Ô náo nhiệt thiên cung. Ngẫm lại, cả người Vương Khả cũng run lên. Được rồi, Trường Chính Đạo đã nhập định, chúng ta xem bảo vật nơi này đi. Vương Khả đi đến cửa vực sâu. Trương Thần Hư đến cửa vực sâu. Một đống bảo vật vực sâu như đang hấp dẫn hai người. Vương Khả, Trương Thần Hư, các người không được có ý niệm với đám bảo vật này. Đây là cái bẫy Long Hoàng đặt ra, lúc các người thấy bảo vật sẽ giúp đỡ phá phong ấn của Trương Thiên Sư. Vô Giới Hòa Thượng lo lắng lên tiếng. Đứng sang một bên đi, chúng ta còn chưa có nghiên cứu, ngươi lại làm chúng ta mất cả hứng. Nói không chừng chúng ta có thể để dễ dàng lấy đi đấy. Vương Khả chợt nói. Đúng vậy, ngươi đã không còn tù vi, ngươi ngăn cản cái rắm. Trương Thần Hư cũng của trách. Vô Giới Hòa Thượng sửng sốt. Các ngươi tham tài đến không muốn sống mà. Vương Khả, sẽ có nguy hiểm đấy. Vô Giới Hòa Thượng buồn bực khuyên nhủ lần nữa. Yên tâm, hết thầy đều trong tầm tay. Ngươi sợ cái gì? Nhiều tiền như vậy, ngươi không lấy thì không phải bị điên sao? Vương Khả trừng mắt. Nhưng nếu ngươi phóng xuất Long Hoàng thì sao? Vô Giới Hòa Thượng lo lắng. Đều đã nói với ngươi rồi đấy, hết thầy ta đều nắm chắc trong tầm tay. Cho dù Long Hoàng có đi ra thì cũng chả sao. Nếu nó dám gây tổn thương sinh linh, một kiếm ta đâm chết nó là được rồi. Lắm chuyện. Vương Khả khinh thường nói. Vô Giới Hòa Thượng nghẹt mặt. Ngươi đừng khoác lác như vậy có được không? Trường Thiên Sư còn không làm gì được Long Hoàng, một kiếm của ngươi có thể đâm chết nó chắc. Giờ khắc này Trương Thần Hương nghe Vương Khả khoác lác cũng thanh tỉnh không ít. Nhìn Vương Khả. Vương Khả, bảo vật là đồ tốt nhưng mà đừng có xảy ra ngoài ý muốn. Đã nói với ngươi rồi, hết thầy ta đều nắm chắc. Vương Khả nhíu mày. Ngay khi Vương Khả nói xong, đột nhiên phía trên vang lên tiếng ầm ầm. Bang một tiếng, hai thân ảnh bỗng dừng xuyên qua Thiếu Âm Dương đại trận, dừng bước trước mặt mọi người. Ai? Vô Giới Hòa Thượng biến sắc. Vương Khả cũng sửng sốt, quay đầu nhìn. Long Bà đang mang theo thánh tử xuất hiện trước mặt mọi người. Long Bà, sao người cứ phá vỡ được Thiếu Âm Dương đại trận vậy? Còn nữa,
Trương Thần Hư, ngươi không phải nói thiếu âm dương đại trận rất lợi hại sao? Sao Long Bá có thể đi qua? Vương Khả biến sắc kêu lên. Trương Thần Hư nhìn thiếu âm dương đại trận trên đỉnh đầu, đại trận nổ tung bốn phía, phượng hoàng thét dài. Thiếu âm dương đại trận vẫn còn tốt, vẫn còn rốt một người mà. Trương Thần Hư nói. Mọi người nhìn thiếu âm dương đại trận đang nổ tung, lại nhìn Long Bà và Thánh Tử. Thánh Tử, các ngươi làm sao phá vỡ thiếu âm dương đại trận? Vương Khả trừng mắt nói. Thiếu âm dương đại trận cái gì? Chúng ta không biết, chỉ vượt qua cửa thạch Phật rồi đi xuống đây thôi. Thánh Tử nhíu mày nói. Người trong thiên thiếu âm dương đại trận không phải Long Bà sao? Vậy đó là ai? Trương Thần Hư nhìn Long Bà. Sắc mặt Long Bà cứng đờ. Ta nào biết, ta chỉ là hào ý nói bí mật thạch đá cho các người. Các người đã cố ý mai phục ta. À, A-di-đà Phật. Long Bà, người muốn làm cái gì? Vô Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Long Bà nhìn Vô Giới Hòa Thượng, thần sắc cứng lại, cười khổ. Vô Giới Đại Sư, thật có lỗi, ta nhận mệnh cấp trên, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhận mệnh là luân hồi hoàng triều người nguyện trung thành sao? Người đến Chu Kinh sớm hơn ta, vẫn luôn trông coi phong ấn này. Hiện tại ngươi sao lại có thể thay đổi ước nguyện ban đầu? Luân hồi hoàng triều muốn ngươi làm gì? Vô Giới Hòa Thượng nhíu mày nói. Phóng thích Long Hoàng, khống chế Ma Tôn. Thả Long Hoàng, trấn áp 200 năm nay sẽ thất bại trong gang tấc. Ngươi có nghĩ đến Thập Vạn Đại Sơn sẽ trở thành địa ngục nhân gian của Long Hoàng lần nữa không? Vô Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Ta biết, nhưng mà lệnh cấp trên. Đại sư, thật có lỗi. Long Bà thở dài. Từ từ, các người chờ một chút hãy nhận lỗi. Nếu trong thiếu âm dương đại trận không phải Long Bà, vậy là ai? Vương Khả trừng mắt. Sao lại bất ngờ xuất hiện thêm một người? Chúng ta không biết, ta và Long Bà mới tiến vào đây. Thánh Tử lắc đầu. Mọi người đều sửng sốt. Được rồi, Vương Khả, Trương Thần Hư, ta không muốn làm tổn thương các người. Các người tránh ra, đừng có trì hoãn ta và Thánh Tử đả thả Long Hoàng. Cả người Long Hoàng đột nhiên tỏa ra khí tức khổng lồ. Luồng khí tức này thẳng đến Vương Khả, Trương Thần Hư, nhưng không ép bức Vô Giới Hòa Thượng. A-di-đà Phật. Vương Khả, ta đã nói đừng đi xuống, Thập Vạn Đại Sơn sắp gặp sinh linh đồ thán rồi. Vô Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Vương Khả nhìn Long Bà. Long Bà, người muốn giải phóng Long Hoàng, ta cũng không ngăn cản người. Người tức giận như vậy làm cái gì? Người nói cái gì? Người không ngăn cản ta? Long Bà sửng sốt. Vì sao ta phải cản ngươi? Long Hoàng mà thôi, có thể thả hắn đi. Dù sao ngồi trong lao 200 năm hắn cũng đủ rồi. Chỉ cần ra khỏi lao, hối cải làm con người mới thì vẫn là con rồng tốt. Dù sao cũng là mẫu thân của Thánh Tử, nề mặt Thánh Tử cũng có thể cho nó một cơ hội hối cải làm người. Vương Khả nói. Long Bà cảm thấy kỳ quái. Vương Khả, làm sao có thể chứ? Vô Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Người câm miệng đi, ông chủ đang nói chuyện. Một công nhân tầm thường như ngươi chen miệng vào làm gì? Có phải là muốn cơ hội nếm thử cái cảm giác bị đuổi đi không? Vô Giới Hòa Thượng nghẹn mặt. Vấn đề hiện tại là ta làm sao mới lấy được bảo bối từ cửa vực sâu. Long Bà ngươi là nguyên thần cảnh, đúng lúc giúp ta lấy một ít. Ta chỉ muốn tài bảo. Long Hoàng thoát được hay không ta không quan tâm. Vương Khả nói. Long Bà và mọi người đều sừng sốt. Ngươi vì kiếm tiền sao? Có thể có chút tiết tháo không vậy? À, chắc mình ngừng tập này đây, hơi ngắn một chút nhưng mà buồn ngủ quá, không đọc tiếp được. Xin chào và xin hẹn lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 152. Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Thần sắc mọi người kỳ quái nhìn Vương Khả. Trong sơn động chỉ còn trầm mặc. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Ta nói sai gì sao? Long Hoàng đặt bảo vật ở cửa vực sâu là mồi dụ, không phải là muốn cho ta sao? Hiện tại ta lấy tiền người ta, thay người ta tiêu tai, thả đi Long Hoàng, không phải là rất bình thường sao? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, đó chính là Long Hoàng. Vô Giới Hòa Thượng sốt ruột nói. Long Hoàng thì sao?
Long Hoàng đào mộ tổ tiên nhà ngươi hay sao? Ngươi đã trông coi ở đó hơn trăm năm rồi, ngươi còn không buông tha nó sao? Phật tổ không phải đã từng nói, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Người tu Phật như là ngươi cũng phải cho Long Hoàng cơ hội buông bỏ đồ đao chứ. Vương Khả trừng mắt nói, ta... Sắc mặt Vô Giới Hòa Thượng cứng đờ. Ta nói không đúng à? Người trấn thủ ở đây đã như là ngục tù, người ta bị nhốt 200 năm, nói không chừng đã sớm hối cải rồi. Vẻ mặt Vô Giới Hòa Thượng cổ quái. Lỡ như... Không có lỡ như, việc này ngươi đừng có nhúng tay vào, ta chịu trách nhiệm hết. Nếu Long Hoàng hối cải làm người mới, để nó đi ra ngoài. Nếu nó không biết hối cải còn giết hại sinh linh, ta sẽ giết chết nó. Vương Khả trầm giọng nói. Vô Giới Hòa Thượng và Long Bà đều sừng sốt. Vương Khả, 1 năm rưỡi trước Long Hoàng hình như là cũng không hối cải làm người mới. Lúc ấy... Trương Thần Hư lo lắng. 1 năm rưỡi trước là 1 năm rưỡi trước, khi đó nó phải luyện hóa bọn người lão trù, ta đương nhiên là có thái độ khác rồi. Người xem Thánh Từ hiện tại khát vọng tình thương của mẹ thế nào đi. Trước khác này khác, Thánh Từ là bạn thân của ta, lúc này ta đương nhiên là đứng về phía Thánh Từ. Vương Khả nói. Trương Thần Hư sửng sốt. Ngươi bởi vì tham tài, luyến tiếc những bảo vật này mới biến hóa lập trường như vậy. Vương Khả, cảm ơn ngươi. Thánh Từ cảm động nói. Không có gì Thánh Từ, ta cần nói cho ngươi rõ ràng, nể mặt ngươi, ta không ngăn trở các ngươi cứu Long Hoàng, hơn nữa giúp các người gạt người khác. Nhưng mà Long Hoàng còn không biết hối cải, đừng có trách ta không khách khí. Vương Khả lập tức nói. Đủ rồi, đủ rồi. Thánh Từ cảm động nói. Lúc này Vương Khả đứng về phía mình, khiến trong lòng của Thánh Từ vô cùng cảm kích. Vương Khả, người giúp chúng ta cản người khác, nhưng người khác có thể cản được ta sao? Long Bà khinh thường nói. Sao không ngăn được ngươi? Long Bà, đừng có tưởng ngươi là Long tộc nguyên thần cảnh, nó có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn không ra, trong Thiếu Âm Dương đại trận này còn nuốt 1 nguyên thần cảnh. Ta nói mọi chuyện ta đều nắm trong lòng bàn tay. Ta nói thả Long Hoàng, Long Hoàng mới có thể ra đi. Ta nói không được thả, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được Long Hoàng sao? Nếu ngươi có bản lĩnh này, cũng không cần đợi đến ngày hôm nay. Ngươi có thể hoàn thành mệnh lệnh của thủ trưởng, còn không phải là nhờ ta. Vương Khả vênh báo nói. Bọn họ đều nói ngươi hay nói khoác, quả thật ta muốn thật xem thử ngươi làm sao ngăn cản ta. Long Bà không tin nói. Long Bà từng nghe nói, hiện tại gặp mặt mới biết, một người mặt dày có thể khiến cho người ta tức chết. Còn chưa tin à? Vương Khả trừng mắt nói. Thiếu Âm Dương đại trận của ngươi đã thất bại rồi, hết thảy trong lòng bàn tay ngươi sao? Ngươi không phải nghĩ rằng thực lực của ngươi nghiền ép hết thảy sao? Long Bà khinh thường nói. Ta không cần thực lực nghiền ép hết thảy, đối phó ngươi quả đơn giản. Vương Khả trừng mắt nói. Vậy ngươi nói xem, ngăn cản ta thế nào? Long Bà khinh thường nói. Ta để Vô Giới Hòa Thượng lấy cái chết bức ngươi, ngươi có sợ không? Vương Khả trừng mắt nói. Ánh mắt Long Bà trừng lên. Vương Khả, chủ ý tổn hại như vậy ngươi cũng nghĩ ra được sao? Vô Giới Hòa Thượng đen mặt lại. Dựa vào cái gì để ta lấy cái chết bức cùng? Ta không phải là người sao? Hơn nữa, tuy Trương Thần Hư dùng quạt trắng, nhưng mà hắn còn có lĩnh vực thiên sư. Lần trước ở Long Tiên Trấn, cho dù là Long Huyết, Từ Bất Phàm hay là Chu Hồng Y đều không phá giả. Nhốt người không phải là thật dễ dàng sao? Vương Khả trừng mắt nói. Long Bà đen mặt. Thần sắc Trương Thần Hư xấu hổ, thấp giọng nói bên tai Vương Khả. Vương Khả, lĩnh vực thiên sư đó ta vẫn chưa phát ra toàn bộ lực lượng, ngươi đừng có nói khoác. Phát huy không được toàn bộ lực lượng cũng đủ rồi, hơn nữa còn có trụ cột ta chưa lên sân, ngươi sợ cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Trương Thần Hư và Long Bà đều sửng sốt. Long Bà, ngươi cũng thấy ta không nói khoác, sự thật là như vậy. Ta để mặt Thánh Tử mới đáp ứng ngươi thả Long Hoàng, ngươi cũng phải hiểu được, đợi bảo vật của vực sâu này là của ta, không liên quan gì với ngươi. Vương Khả lần nữa thì thầm. Mọi người đều sửng sốt. Không ngờ như vậy, ngươi nói nhiều như vậy chỉ xác định quyền sở hữu bảo vật sao? Ta cũng không thèm những bảo vật này, ngươi cho là dễ lấy sao? Ngươi giành từ chỗ Long Hoàng, chỉ cần mang ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn đều sẽ dẫn đến kẻ thù, ngươi nuốt trôi được sao? Long Bà khinh thường nói. Ăn hay là không ăn, ngươi đừng có mà quản, dù sao cũng là của chúng ta. Vương Khả trịnh trọng nói.
Long bà hừ lạnh, xem như đồng ý. Trương Thần Hư cổ quái nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi thật sự phải thả Long Hoàng. Gia gia của ta năm đó... Không sao, nghe ta. Gia gia ngươi nếu gây phiền toái cho ngươi, ngươi cứ để hắn tìm ta, ta cũng sẽ lý luận với hắn. Trường Tiền Sư đã chết 200 năm, sao tìm tới ngươi? Vô Giới Hòa Thượng cổ quái nói. Báo mộng cũng được. Vương Khả nói. Mọi người đen mặt. Vương Khả cảm ơn. Thánh Tử cũng cười khổ nói. Tuy Vương Khả nói thật nhẹ nhàng, nhưng Thánh Tử hiểu những gì Vương Khả làm thật là vì mình. Thánh Tử, quan hệ của chúng ta không cần nói tạ ơn gì, nhưng ngươi phải rõ ràng, nếu thả Long Hoàng, ta sợ nàng sẽ tổn thương ngươi. Vương Khả nhíu mày nói. Thánh Tử nhíu mày, hơi cười khổ. Chuyện ngươi nói ta từng nghĩ tới. Lời nói của Long Huyết năm đó ta cũng nhớ rõ. Nhưng mà dù sao nàng vẫn là mẫu thân ta, cho dù xảy ra ngoài ý muốn gì, ta cũng không hối hận. Hồ dữ không ăn thịt con, huống chi còn là mẹ ta. Được rồi. Vương Khả gật gật đầu, duỗi thắt lưng. Vương Khả nhặt lên một tảng đá lớn. Ngươi làm gì vậy? Long bà trừng mắt nhìn Vương Khả. Ta nhặt bảo vật. Vương Khả nói. Mọi người đều nghệt mặt. Người lấy bảo vật thì lấy, người lấy tảng đá làm cái gì? Mọi người thấy Vương Khả chợt đi cửa vực sâu, chờ mình lấy tảng đá ném vào chỗ bảo vật ở cửa vực sâu. Bang một tiếng, tảng đá đánh lên bảo vật. Bảo vật run lên, cũng không bị tảng đá đẩy ra khỏi vực sâu mà khẽ run lên, đứng lại tại chỗ. Tảng đá lại bỗng nhiên rơi xuống vực sâu. Phong ấn này chỉ có thể xuống không thể lên. Vật có thể rơi vào vực sâu, nhưng mà không thể lấy được vật gì từ vực sâu. Những bảo vật này đều có ký hiệu phong ấn. Muốn có bảo vật phải phá hủy một phần phong ấn. Đây là cạm bẫy của Long Hoàng để phá hư phong ấn. Vô Giới Hòa Thượng lần nữa giải thích. Bang một tiếng, tảng đá rơi xuống đáy vực sâu, phát ra tiếng bạc. Vương Khả, cần ta hỗ trợ không? Long bà cười lại nói. Chờ một chút. Vương Khả ngăn cản mọi người. Người muốn đợi cái gì? Mọi người khó hiểu nói. Vương Khả kiên nhẫn chờ. Qua một hồi, suốt cục truyền đến tiếng vàng. Đột nhiên hai luồng kim quang bắn ra. Mọi người thấy đôi mắt màu vàng ở bên dưới. Người đang dùng tảng đá hấp dẫn Long Hoàng đến đây sao? Thần sắc của Long Bà khẽ động. Tốc độ của Long Hoàng rất nhanh. Lần trước Long Tiền Trấn, lần này ở Phật Thủ Tự, cách xa như vậy lại tới nhanh như thế. Vương Khả kinh ngạc nói. Hòa thượng thối, lại là ngươi. Trong đáy vực sâu truyền đến thanh âm lạnh như băng. A Di Đà Phật. Long Hoàng, trăm năm trước ta giữ ở cửa phong ấn để ngươi không hấp dẫn người khác mở phong ấn. Lần này ta lại tới rồi, nhưng mà lại là người khác muốn thả ngươi. Vô Giới Hòa Thượng nói. Thả ta? Phật môn chẳng có thứ gì tốt, ngươi còn muốn gạt ta sao? Long Hoàng dưới đáy vực sâu cười lạnh. Bái kiến công chúa. Long bà bỗng nhiên mở miệng. Mẫu thân. Thần sắc Thánh Tử cũng phức tạp. Hắn mở miệng. Vù một tiếng, trong chỗ sâu vực sâu, kim quang phóng lớn, giống như là Long Hoàng đang quan sát cả vực sâu. Tiểu Long bà, còn có hai tiểu tử lần trước dùng bồ thiên thạch ngăn cản lối ra. Trong thanh âm Long Hoàng lộ ra vẻ ngờ vực. Bái kiến Long Hoàng. Vương Khả bỗng thì lễ. Ngươi là ai? Lần trước cũng là ngươi, lại còn mê hoặc Long Ô, phá hư chuyện tốt của ta. Long Hoàng lạnh lùng nói. Ta gọi là Vương Khả, nhóm người này đều nghe lời ta. Long bà nhất thời đen mặt nhìn Vương Khả. Ai nghe lời của ngươi? Vô Giới Hòa Thượng, Trương Thần Hư, Thánh Tử cũng không có phản bác. Nhóm người này đều nghe lời của ngươi. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi chỉ là kim đan cảnh. Tiểu Long bà, mắt mù hay sao mà nghe lời của ngươi? Trong thanh âm của Long Hoàng lộ ra vẻ khó tin. Ta biết ngươi sẽ không tin. Hôm nay ngươi có thể ra ngoài không hoàn toàn phụ thuộc một câu của ta. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi nói cái gì? Long Hoàng trầm giọng. Có người muốn thả ngươi, có người muốn tiếp tục giam giữ ngươi. Là ta muốn cho ngươi cơ hội hối cải, không biết ngươi có muốn hay không? Vương Khả trịnh trọng nói. Vẻ mặt Long Hoàng cũng ngẩn ra. Cái tên người là Vương Khả này còn có thể quyết định mình có thể ra ngoài hay không? Long bà,
đây là chuyện gì? Ta nhớ rất rõ, ngươi là ở Luân Hồi Hoàng Triều nhậm chức, hiện tại ngươi cũng muốn bỏ chính đạo rồi sao? Thanh âm Long Hoàng trầm thấp nói. Thần sắc Long Bà cổ quái nhìn Vương Khả, lại nhìn vực sâu. Công chúa, loạn lạc Long Cung năm đó, Luân Hồi Hoàng Triều đã cứu ta, ta nguyện trung thành với Luân Hồi Hoàng Triều, không muốn phản bội. Là tiểu đệ tử ma tôn kia của ngươi kế thừa chức vị Hắc Liên Thánh Sứ, quá mức kiêu ngạo. Luân Hồi Hoàng Triều để ta toàn lực giúp ngươi thoát vòng vây, đi khống chế ma tôn. Hắc Liên Thánh Sứ sao? Thanh âm Long Hoàng lạnh lùng. Long Hoàng, ta hiểu được, năm đó ngươi ra khỏi Phật môn, gia nhập thế lực ma đạo, cuối cùng được an bài làm Hắc Liên Thánh Sứ, cũng không sắc phong làm nhân hoàng như người muốn. Trong lòng người bất mãn, cho nên đến Thập Vạn Đại Sơn làm vua. Ở trong nơi này duy ngã độc tôn, nhưng mà quyền lợi Hắc Liên Thánh Sứ nắm giữ thật lớn, vốn cũng là của ngươi, ngươi không cần sao? Long Bà nhíu mày nói. Quả nhiên vẫn là Luân Hồi Hoàng Triều âm hiểm giả dối, dối trá vô sỉ, muốn mượn đao giết người sao? Đến đây đi, trước giải trừ phong ấn phía trên. Long Hoàng trầm giọng nói. Trong lòng Long Hoàng lộ vẻ khinh thường, cũng có vẻ chờ mong. Chậm đã, Long Hoàng, người quên lời ta nói rồi sao? Hiện tại thả ngươi hay không do ta, không phải do bọn họ đều nghe lời ta, ta còn chưa có mở miệng, Long Bà làm sao mà thả ngươi? Vương Khả lập tức ngăn cản. Sao? Long Hoàng trừng hai mắt, giống như là có sát khí trào ra khỏi vực sâu. Long Hoàng, ngươi đừng có nhìn ta như vậy, ngươi còn không thấy rõ tình cảnh chính mình sao? Ta không cho nàng cứu ngươi, nàng không cứu được ngươi. Vương Khả trừng mắt. Trong sơn động, một vùng yên tĩnh. Vương Khả che trước mặt Long Hoàng, nói mình là người quyết định hết thảy, khiến cho cơ mặt Long Hoàng run rẩy. Tuy Long Bà muốn phản bác, nhưng mà Vô Giới Hòa Thượng ở bên cạnh lại chắp tay chữ thập nghe lệnh. Mình cũng không muốn để lại ấn tượng không tốt với Vô Giới Hòa Thượng. Hơn nữa Vương Khả cũng không để mọi người ngăn cản mình cứu Long Hoàng, xem như giúp mình, mình cũng không thể không biết tốt xấu. Vương Khả chỉ là tham tài thôi sao? Chuyện này cũng không tính là gì. Người quyết định việc thả ta sao? Long Hoàng dữ tợn nhìn Vương Khả, hiển nhiên là không tin. Đúng, Long Hoàng, dù sao ngươi có tiền án, ta quyết định thả ngươi là phải chịu trách nhiệm. Ngươi ra ngoài lỡ như là hại thiên hạ, ta sẽ xui xẻo theo. Vương Khả gật đầu. Vậy ngươi nói đi, ngươi có ý gì? Long Hoàng hí mắt nhìn chằm chằm Vương Khả. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta hai điều kiện, ta lập tức mời mọi người phối hợp cùng nhau thả ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Hai điều kiện gì? Long Hoàng hí mắt hỏi. Đầu tiên, những bảo vật ở cửa vực, ta nghe Vô Giới Hòa Thượng nói, chỉ dùng để hấp dẫn mọi người phá vỡ phòng ấn. Chúng ta giúp người phá vỡ phòng ấn, vậy những bảo vật đó thuộc về ta. Vương Khả trịnh trọng nói. Quả nhiên. Sắc mặt mọi người quỷ dị khó nói. Vương Khả quả nhiên là vì tham tài mới cứu Long Hoàng. Long Hoàng nhìn chằm chằm Vương Khả, trong mắt hiện lên vẻ cười lạnh. Được, đều thuộc về ngươi. Điều thứ hai càng đơn giản, ta cũng không có giới hạn hành vi ngươi, nhưng mà sau khi ngươi thoát khỏi nơi này, không được trì hoãn, lập tức rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn là được. Vương Khả nói. Rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, ngươi không sợ ta tiếp tục làm hại thiên hạ sao? Long Hoàng trầm giọng nói. Thập Vạn Đại Sơn ở nơi cửa ở của ta, ngoài Thập Vạn Đại Sơn thì ta mặc kệ, tự mình ngươi xem đi. Vương Khả nói. Long Hoàng sửng sốt. Vương Khả, ngươi như vậy không được. Long Hoàng ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, tiếp tục đồ thán sinh linh thì sao? Vô Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Ngươi quá nhiều chuyện làm gì? Bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn không có người trị được nó sao? Đừng có lo bò trắng ràng nữa, nói không chừng sau khi Long Hoàng ra ngoài sẽ hối cải đấy. Vương Khả khuyên nhủ. Vô Giới Hòa Thượng đen mặt. Chuyện này có thể sao? Long Hoàng, ngươi thấy thế nào? Vương Khả trịnh trọng nói. Long Hoàng híp mắt nhìn Vương Khả, trầm ngâm một hồi lâu. Được, ta đáp ứng ngươi. Vương Khả, Long Hoàng có thể nào vì ra ngoài mà làm bộ đáp ứng ngươi không? Vô Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Không, dòng lớn như vậy, thân phận cao quý như vậy, không thể nào nói dối trước mặt mọi người đâu. Vô Giới Hòa Thượng, lòng dạ ngươi là quá hẹp hòi rồi. Ngươi thử hỏi Long Hoàng đi, nó là con rồng như vậy sao?
đây không phải là tự vả vào mặt mình rồi sao? Đừng có cứ ngày nào cũng lòng dạ hẹp hòi như vậy. Vương Khả trừng mắt nói. Vô Giới Hòa Thượng và Long Hoàng bên dưới đều sừng sốt. Ta vốn là giả vờ đáp ứng người, tiểu thư thối người thật là quá phí lời. Tốt lắm, Long Bà, người tới phá vỡ phòng ấn đi. Vương Khả nhìn Long Bà. Vương Khả, thật sự phải phá vỡ sao? Trương Thần Hư biến sắc kêu lên. Giả bộ thế nào được, Long Bà, tới động thủ đi. Vương Khả thúc giục. Thần sắc Long Bà cổ quái nhìn Vương Khả. Người, ràng buộc của ngươi với Long Hoàng này thật giống trò đùa. Làm sao? Ta làm người phụ trách không sợ, các ngươi sợ cái gì? Đều làm như lời ta nói, thả Long Hoàng, ta phụ trách. Nó tuân thủ ước định, mọi người vui mừng. Nếu nó dám bội ước, ta xử đi nó. Vương Khả nói. Mọi người đều sửng sốt. Long Hoàng phía dưới cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả kim đan cảnh này sao lại trở thành người phụ trách? Đám cường giả các ngươi sao đều nghe hắn vậy? Được rồi, ta làm đây. Long Bà tiến lên. Nhìn thấy vô số ký hiệu của Trương Thiên Sư hạ chú, Long Bà trầm mặc. Long Hoàng, ta hy vọng người có thể tuân theo ước định của Vương Khả, đừng có làm khó dễ chúng ta, về sau đừng có tùy hứng như vậy nữa. Long Bà thở sâu nói. Người đang thương hại ta? Long Hoàng lạnh lùng nói. Không, ta chỉ là... Long Bà nhớ mày. Long Thái Ấm. Long Hoàng bỗng nhiên trầm giọng. Mẫu thân, con ở đây, con ở tại đây, con đến giúp mẹ phá phong ấn nhé. Thánh Tử chợt bước về trước. Thánh Tử, đừng có quá đến gần, để Long Bà đảm nhiệm nhiệm vụ này được rồi. Vương Khả lập tức nói. Thánh Tử lại không nghe, bay đến bên cạnh cửa vực sâu. Mẫu thân, con đến phá giải đây. Thánh Tử trở nên phong ấn vực sâu. Ầm một tiếng. Một tiếng nổ, phong ấn tỏa ra lượng lớn bạch quang, chiếu sáng rực cả sơn động. Thánh Tử cẩn thận, Long Bà kêu lên. Trong một chốc lát kim quang chợt lóe, trong vực sâu bỗng nhiên hiện ra long tu màu vàng, đâm thẳng lên mi tâm Thánh Tử. Cái gì? Mọi người cả kinh kêu lên. Long Hoàng, ngươi làm gì vậy? Đã đáp ứng thả ngươi rồi, ngươi còn làm gì vậy? Vương Khả đột nhiên cả kinh kêu lên. Thả ta? Chỉ bằng tiểu tử kim đan cảnh ngươi cũng không sợ nói mạnh miệng cắn đứt đầu lưỡi? Ngươi cho rằng ngươi nói vậy ta sẽ tin sao? Khoác lác gì chứ? Cái loại người nào mà Long Hoàng ta chưa gặp qua? Ngươi đang muốn hạ nhục ta đi. Long Hoàng lạnh lùng nói. Ta sỉ nhục ngươi? Vương Khả sừng sốt. Long Hoàng, Vương Khả không sỉ nhục ngươi, hắn nói thật đấy. Long Bà lo lắng. Tiểu Long Bà, ngươi cũng hùa vào lừa gạt ta sao? Nói sự thật sao? Thối lắm. Thập Vạn Đại Sơn ở nơi của hắn, một kim đan cảnh nho nhỏ như vậy, người nghĩ rằng ta tin ngươi sao? Các ngươi không phải là chỉ giam ta 200 năm thôi sao? Sao mọi người đều ngốc cả rồi? Long Hoàng giữ tận quát. Mọi người nghẹn mặt. Long Hoàng, mặc dù Vương Khả nói hơi phóng đại, nhưng mà lực ảnh hưởng của Vương Khả hiện tại ở Thập Vạn Đại Sơn thực sự rất lớn. Hai đạo chính ma chỉ vài người không để mặt Vương Khả, còn toàn bộ khu phàm nhân vẫn chờ đợi Vương Khả điều lệnh. Long Bà cười khổ nói. Ngươi lừa ai? Chỉ bằng kim đan cảnh hắn, chống lưng của hắn là ai? Có thể khiến hắn muốn làm gì thì làm ở Thập Vạn Đại Sơn chắc. Long Hoàng không tin nói. Hắn... Long Bà cứng người. Đúng vậy, Vương Khả, chống lưng của ngươi là ai? Còn nữa, phá phong ấn này cho ta. Nói thật buồn cười, các ngươi phá được sao? Đây là phong ấn Trường Thiên Sư hạ chú, bằng vào các ngươi, không phải ta không xem trọng các ngươi, các ngươi hợp lại cũng phá không ra. Long Hoàng lạnh lùng nói. Ngươi không tin ta sao? Vậy sao còn đáp ứng ta? Vương Khả trừng mắt nói. Ta muốn nhìn xem ngươi muốn làm cái quái gì. Nhưng mà không sao, ta cũng phải đa tạ ngươi, giảm bớt bao nhiêu là khó khăn cho ta. Long Hoàng giữ tợn nói. Ngươi muốn trốn thoát thì trốn thoát, chúng ta phối hợp với ngươi. Ngươi dùng long tu đâm Thánh Tử làm gì? Hắn là con của ngươi, đứa con ngươi liều mạng cứu ngươi, ngươi lại muốn đâm làm gì? Vương Khả trừng mắt. Mẫu thân, con đau đầu quá. Thánh Tử bỗng nhiên thống khổ kêu lên. Mi tâm Thánh Tử bị long tu đâm, không thể động đậy, kêu rên liên tục. Long Thái Âm, đau không? Long Hoàng trầm giọng nói. Đau, đau, mẹ ơi, con đau. Thánh Tử nóng nảy nói. Đừng có lo lắng, sẽ qua ngày thôi. Con không phải là muốn cứu mẹ sao?
chút đau ấy không chịu được sao? Long Hoàng trầm giọng nói. Còn... Thánh tử lo âu. Long Hoàng, người muốn làm gì? Người không phải muốn... Long bà đột nhiên biến sắc. Long bà lập tức bắt lấy thánh tử. Trong cơ thể thánh tử đột nhiên vang lên một tiếng rồng gầm. Bỗng nhiên một hoàng kim cốt long thật lớn xông ra, hung hăng đâm về phía Long bà. Ầm một tiếng, Long bà bị va chạm liên tục lui về phía sau. Là một hoàng kim cốt long vần quanh thánh tử, không cho người khác đến gần. Nguyên thần hoàng kim cốt long của Long Cốt. Vương Khả biến sắc. Long Hoàng, hắn là con của ngươi. Long bà nóng đẩy kêu lên. Long bà, Long Hoàng muốn làm gì vậy? Vương Khả lo lắng nói. Thánh tử đột nhiên kêu lên thảm thiết, đồng tử phân tán, té ngã trên mặt đất. Thánh tử! Vương Khả vội vọt tới, nhưng mà hoàng kim cốt long vẫn giữ tận bảo hộ bên người thánh tử. Ngay lúc này thánh tử chậm rãi đứng dậy, quanh thân thánh tử tàn ra khí tức hoàng dã, đôi mắt biến thành màu vàng, ánh mắt cũng như là thay đổi thành người khác, bùng nổ hung lệ. Thánh tử! Thánh tử! Vương Khả kinh ngạc nhìn thánh tử hoàn toàn biến đổi khí chất. Thánh tử! Vương Khả, ngươi thật đấy lòng thái âm. Thánh tử bỗng nhiên cười lạnh. Mọi người đột nhiên giật mình, cũng nhìn thánh tử thay đổi hoàn toàn khí chất và ngữ khí. Long Hoàng! Trương Thần Hư kinh hãi kêu lên. Thánh tử đã chết, ý thức của thánh tử đã bị Long Hoàng thay thế, ý thức của Long Hoàng đã chiếm lấy thân thể của thánh tử. Sắc mặt Long Bà điên cuồng biến đổi. Thánh tử đã chết? Không, không thể nào. Long Hoàng, ngươi là Long Hoàng, ngươi điên rồi sao? Ta đã đáp ứng thả ngươi ra, ý thức của ngươi lại đoạt xá thánh tử. Hắn là con của ngươi, hắn là đứa con của ngươi, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Ngươi sao lại làm ra cái loại chuyện này? Vương Khả kinh nộ quát lên. Long Hoàng, vì sao? Ngươi vì sao phải làm như vậy? Hắn là con của ngươi. Sắc mặt của Long Bà cũng điên cuồng biến đổi. Thánh tử vặn vẹo thân mình, giống như đang thích ứng khối thân thể mới này. Con? Con cái gì? Lúc trước sinh ra hắn cũng là vì ngày này, tồn tại quán đã giúp Long Khu của ta sống lại. Thánh tử lạnh lùng nói. Cái gì? Đây là một bộ phận kế hoạch của ngươi. Vì sao? Long Bà cả kinh kêu lên. Vì sao sao? Ngươi đã quên chuyện hỗn loạn Long Cung sao? Phút lâm chung cuối cùng, phụ vương đại thánh một câu. Phụ thần nói, đáng tiếc ngươi không phải là thân nam nhi. Phụ vương đã nói đáng tiếc ngươi không phải thân nam nhi. Ta là hoàng kim long cao quý nhất Long tộc, nhưng mà ta không phải là thân nam nhi. Không, huyết thống của ta là cao quý nhất, thân nam nhi mà thôi. Ta có thể luyện ra một thân thể nam nhi. Lần đó một đám vạn địch tấn công Long Cung cũng dùng ta không phải là thân nam nhi làm cớ bức ta thỏa hiệp. Ta làm sao có thể thỏa hiệp chứ? Cả Long Cung đều là của ta, cả Long tộc đều phải nghe theo huyện lệnh của ta, nhưng mà lại bởi vì ta không phải là thân nam nhi, thân thể này giờ đã là của ta. Từ ngày đó bắt đầu, ta đã cải tạo mọi thứ của ta. Giọng của ta cũng cải tạo thành giọng nam nhi. Hiện tại ta là nam nhi, ta muốn lấy mọi thứ thuộc về ta. Mọi thứ! Thánh tử siết chặt nắm đấm, quát lên. Trong lúc nhất thời, thánh tử bộc lộ khí tức hung lệ cuồng bạo, xông kích bốn người lui về phía sau liên tục. Long Hoàng vẫn là đoạt xá thánh tử. Long Hoàng trốn thoát một luồng lệ khí thật lớn bùng nổ. Chà, người tiếc hận người không phải thân nam nhi. Con ngươi là nam nhi là được rồi, cháu ngoại hắn là nam nhi là được rồi. Người giết thánh tử làm cái gì chứ? Hắn là con ngươi, cũng không phải là người ngoài. Vương Khả trừng mắt nổi giận. Không được, ngoài chính ta ai cũng là người ngoài. Thánh tử giữ tận nói. Ngươi! Vương Khả biến sắc. Long Bà che trước mặt Vương Khả. Công chúa, người đã trốn thoát rồi, hy vọng người thực hiện lời hứa vừa rồi. Long Bà chợt khẩn trương nói. Long Bà, người tránh ra, ta báo thù cho thánh tử. Vương Khả trầm giọng nói. Long Bà lại trừng mắt. Vương Khả, đến lúc nào rồi, ngươi đừng có la hét bậy bạ. Ta không la hét bậy bạ. Vương Khả trừng mắt nói. Thánh tử nhìn mọi người một vòng, lộ ra tia cười lạnh. Thực hiện lời hứa sao? Được. Thánh tử giống to,
giống như có sóng âm thật lớn xông kích đến mọi người. Không xong rồi. Long bà biến sắc. Nhưng mà luồng sóng âm xông kích này quá lợi hại, tất cả mọi người ở trong sơn động bị đánh bay lên vách tường bốn phía. Trường chính đạo đang nhập định cũng bị đánh thức tỉnh. Sao lại thế này? Chuyện gì xảy ra? Ai quấy rối ta nhập định vậy? Trường chính đạo phẫn nộ đứng dậy. Ầm một tiếng, cái đuôi của Hoàng Kim Quất Long phất tới. Trường chính đạo biến sắc ngăn cản, nhưng vẫn bị đập lên vách tường sơn động. Long Hoàng! Long bà lo lắng nói. Thánh tử lạnh lùng nhìn mọi người. Thực hiện lời hứa sao? Ta sẽ thực hiện. Ta nói rồi, sau khi trốn thoát sẽ tiêu diệt toàn bộ tộc Trương Thiên Sư, cho nên hai tiểu tử ngươi đều đáng chết. Long Hoàng giữ tận nhìn Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo. Cái gì? Hai người đều cả kinh kêu lên. Tiểu Long bà, ngươi ở trên đỉnh đầu ta ngồi đã bảo hộ 200 năm rồi. Năm đó chỉ là một nha hoàn Long Cung của ta, ngươi không biết thân phận của ta sao? Ta là công chúa, là chủ của ngươi, cố thủ 200 năm cũng không đến cứu ta, hiện tại mới cứu ta trốn thoát. Buồn cười, thật là buồn cười. Ngươi muốn ta cảm kích ngươi à? Không, ta sẽ rút gân rồng của ngươi, cho ngươi biết kết cục ngỗ nghịch, chủ tử. Thánh tử giữ tận nhìn Long Bà. Long Bà biến sắc. Hòa thượng thối, ngươi cũng cố thủ hơn 100 năm, ngươi cho rằng chỉ bằng thạch Phật phía trên đã có thể trấn trụ ta? Ngươi cho rằng mỗi ngày tụng kinh trong này là đều tiêu ma lệ khí của ta? Ngươi cho rằng bằng vào Phật hiệu của ngươi thật có thể độ hóa ta? Không, thù hận của ta ngươi không thể tiêu trừ. Ở Phật môn ta, nhiều la hán như vậy đều không thể độ hóa thù hận của ta, chỉ bằng ngươi. Thánh tử giữ tận nhìn Vô Giới Hòa Thượng. Phốc. A-di-đà Phật, khổ hải khôn cùng, quay đầu là bờ. Long Hoàng, chỉ có trong lòng buông bỏ mới có thể chấm dứt thống khổ của ngươi. Vô Giới Hòa Thượng học máu sốt ruột nói. Chấm dứt thống khổ của ta? Vì sao phải chấm dứt thống khổ của ta? Ta cảm thấy hiện tại thật tự do, để ta rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn sao? Thập Vạn Đại Sơn nhiều huyết thực như vậy, ta không ăn no sao có thể bù lại thua thiệt 200 năm này ta phải chịu đựng chứ? Thánh tử giữ tợn nói. Người muốn ăn cái gì? Vương Khả trừng mắt. Ăn thịt người. Ta muốn ăn từng thành trì, ta muốn ăn từng tiên môn. Mà Thập Bát nói đúng, người là huyết thực tốt nhất, ăn có thể tăng cường sức mạnh. Người là món ăn tốt nhất, ăn có thể mạnh mẽ thân thể. Thương thiên tạo ra người chính là để chúng ta ăn. Ta mới là đứng đầu vạn linh. Thánh tử giữ tận quát. Ma Thập Bát. Trường chính đạo cách đó không xa kinh ngạc. Hừ, Ma Thập Bát, tên khốn này đã hẹn ước với ta từ trước cửa phong ấn nghênh đón ta trốn thoát, lại không đến. Bằng không bọn Long Ô sẽ không chạy thoát, bằng không nguyên thần của Trương Thiên Sư cũng không để hai tiểu tử các ngươi bổ thiên thạch phong ấn lối ra của ta. Ma Thập Bát chết tiệt, hắn không biết ta vì lối ra kia mà trả giá lớn thế nào. Thánh tử giữ tận quát. Ma Thập Bát đã bị ta chém chết. Long Hoàng, ý thức của ngươi mau chóng rời khỏi thân thể thánh tử, hơn nữa phải cứu sống thánh tử, nếu không đừng có trách ta ngay cả ngươi cũng chém chết. Vương Khả cả giận nói. Mọi người đen mặt lại. Đến lúc nào rồi chứ? Vương Khả, ngươi có thể đừng phát điên nữa không? Ngươi, ngươi chém chết Ma Thập Bát. Vương Khả, ngươi đang chọc cười ta sao? Thực lực của Ma Thập Bát là nguyên thần cảnh đỉnh phong, lại có thần thông thiên ma, một kim đan cảnh như ngươi mà dám sàm ngôn. Ta thấy các ngươi đều điên rồi. Để Vương Khả đến làm chủ sao? Hắn chỉ là con rối của các ngươi đẩy ra. Thánh tử lạnh lùng nói. Ngươi nói ai là con rối? Vương Khả trợn mắt. Ta hiểu rõ rồi, các ngươi đều nổi lên lòng tham, muốn tranh giành với bảo vật của ta, liền lấy cớ nó muốn thả ta đi, để Vương Khả là tấm chắn, mục đích là lừa gạt bảo vật của ta. Thánh tử giữ tợn nói. Là một mình ta muốn, bọn họ không muốn. Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi, một kim đan cảnh ngươi có tài đức gì mà lấy bảo vật của ta? Những bảo vật của ta mỗi cái đều là vô giá, ngươi ngay cả thấy cũng chưa từng thấy. Kim đan có thể có bao nhiêu tiền chứ? Tầm mắt này của ngươi đã chứng minh ngươi đang nói dối.
Thánh tử dữ tợn nói: Người nói ta không có tiền à? Vương Khả trừng mắt nói. Mọi người cũng tỏ ra cổ quái nhìn Vương Khả. Muốn bảo vật thì các người nói đi, còn gạt ta sao? Ta dễ lừa gạt như vậy sao? Nhìn xem, đây là những bảo vật gì? Thánh tử vung lên, Hoàng Kim Long Cốt bỗng vung đuôi lên, đánh ầm ầm lên phong ấn vực sâu. Lực lượng của Hoàng Kim Long Cốt thật lớn, dưới chấn động, đất rung núi chuyển, ngay cả phong ấn vực sâu cũng bị oanh kích thành rất nhiều vết nứt. Trong lúc nhất thời, một đống bảo vật chậm rãi trồi lên từ các khe nứt. Long bà, ta ở nơi này chờ ngươi 200 năm, ngươi không phá phong ấn, hiện tại lại đến giúp ta phá phong ấn, còn nói tiểu đệ tử gì của ta thành Hắc Liên Thánh Sứ, luân hồi hoàng triều để ta đi chế ngự hắn sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị lừa như vậy sao? Tiểu đệ tử kia của ta, năm đó mới thu lưu bao lâu, hắn mạnh đến mức cần ta chế ngự chắc, tự biên tự diễn cũng không biết, có muốn gạt ta sao? Thánh tử giữ ta nói. Ta nói thật. Long bà sốt ruột. Nói thật sao? Được, ta xem như là ngươi nói thật. Nếu vậy hãy dâng hết thầy của ngươi, giúp ta khôi phục nguyên khí. Thánh tử giữ tợn nói. Chợt thấy Hoàng Kim Long Cốt bỗng nhắm vào Long bà. Long bà cẩn thận! Vô Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Long bà đột nhiên trừng mắt, hóa thành một thanh long ầm ầm xông ra. Ầm một tiếng, trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, giống như là sắp sụp đổ vậy. Long bà, người quân đây nó đi, ta đến giải quyết nó. Vương Khả tiến lên. Vương Khả, ngươi đừng có gây phiền, mau tránh ra. Trương Thần Hư chắn ở trước người Vương Khả. Trương Thần Hư, ngươi đang làm gì? Muốn chết à? Vương Khả trừng mắt nói. Ta sắp dùng đại nhật bất diệt thần kiếm rồi, ngươi che chắn trước mặt ta, nếu ta xuất kiếm thì ngay cả ngươi cũng bị chém rồi. Lĩnh vực thiên sư! Trương Thần Hư gào to. Ầm một tiếng, nhất thời một luồng kim quang bao phủ sơn động, nháy mắt bao vây mọi người vào trong sơn động. Tiểu... Trương Thần Hư vung tay lên. Ầm một tiếng, kết giới kim quang thu nhỏ lại trong nháy mắt. Trương Thần Hư phất tay lên, Vương Khả, Vô Giới Hòa Thượng, Trường Chính Đạo bị kéo toàn bộ ra ngoài. Chỉ có Thánh Tử, Hoàng Kim Long Cốt và Long Bà bị nhốt bên trong. Long Bà, người mau ra đây, ta bảo vệ Long Hoàng. Trương Thần Hư nói. Ầm một tiếng, nhất thời Thanh Long và Hoàng Kim Long Cốt va chạm vào nhau, Thanh Long bay ra khỏi lĩnh vực thiên sư. Trong lúc nhất thời, chỉ có Thánh Tử được Hoàng Kim Long Cốt vần quanh vẫn bị bao vây. Lĩnh vực thiên sư của Trương Thiên Sư? Hai mắt Thánh Tử nhíu lại. Đúng vậy. À, ta phát hiện tại như đã hiểu rồi, lần trước già già ta lưu lại cho lĩnh vực thiên sư nhất định đã tính đến ngày hôm nay, vì để ta bao vây ngươi. Long Hoàng, năm đó già già ta có thể phong ấn ngươi, hôm nay ta cũng có thể phong ấn ngươi. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Năm đó Trương Thiên Sư cũng không có khẩu khí lớn như vậy. Bằng cái công phu mèo ba cẳng của ngươi, lĩnh vực thiên sư này còn chưa được luyện hóa xong. Thánh Tử lạnh lùng. Sao? Sắc mặt Trương Thần Hư trầm xuống. Ngươi xem thử đi, ngươi hoàn toàn không biết gì về lực lượng của bà ta cả. Cháu của Trương Thiên Sư cũng tốt, vậy bắt đầu từ ngươi, ta phải ăn sạch từng người. Thánh Tử nhàn nhạt nói. Hoàng Kim Long Cốt chợt nhảy vào trong cơ thể Thánh Tử. Thánh Tử uốn éo, đột nhiên hóa thành Hoàng Kim Cự Long. Hoàng Kim Cự Long rít gào, nhất thời mọi người cảm nhận áp lực lớn áp xuống. Đây là áp lực của thiên kiếp sao? Long bà biến sắc. Không xong rồi, Long Hoàng đang tăng cường sức mạnh khối thân thể này, nàng đang độ kiếp qua huyền quan. Mau đi ra, bên ngoài là nhất định đang chết thảm trọng. Vô Giới Hòa Thượng biến sắc. Cái gì? Mọi người biến sắc. A-di-đà Phật, Thạch Phật đi ra. Vô Giới Hòa Thượng chắp hai tay thành chữ thập. Ầm một tiếng, phía trên đỉnh đầu rời trời đung tất chuyển, Thạch Phật ở đỉnh động rất nhanh bay lên, đi ra khỏi hố đất, lộ ra cửa động thật lớn ở ngoài ngoại giới. Năm đó Thạch Phật vỡ rồi, hiện giờ đã chữa trị xong, Thạch Phật ra khỏi mặt đất, nhất thời khiến dân chúng cả chu kinh hò reo. Thạch Phật đi ra, mọi người nhìn lên không trung, quả nhiên là mây đen trên trời chu kinh dày đặc. Trương Thần Hư, mau mang Hoàng Kim Cự Long ra ngoài, bằng không cả chu kinh đều sinh linh đổ thán đấy. Vô Giới Hòa Thượng lo lắng. Được.
Trương Thần Hư hét lớn, nhất thời kéo ra một cái lưới lớn, kéo theo hoàng kim cự long bay lên tận trời. Ê, các người có tính tổ chức hay không? Không phải nói rồi sao, sự kiện này là ta phụ trách mà. Người đang làm cái gì vậy? Một hoàng kim long cốt mà thôi, một kiếm của ta đâm chết nó được, các ngươi chỉ huy lung tung gì vậy? Vương Khả buồn bực quát đến. Ầm một tiếng, trong trời cao điện chớp sấm gầm, vô số lôi điện phóng thẳng xuống lĩnh vực thiên sư. Hoàng kim cự long càng lì lợm, giờ phút này lôi vân của kiếp huyền quan không đáng chút gì. Hoàng kim cự long đang độ kiếp, là lực lượng long hoàng cần để tăng cường thân thể này. Độ kiếp mà thôi, hết thầy đều là bắt đầu. Vương Khả, ngươi đừng hét nữa. Đến phía sau, ngươi còn nói ngươi có thể chém long hoàng, khoác lắc như vậy không hay đâu. Vô giới hòa thượng cười khổ. Thôi lắm, sự tình đơn giản thế nào bị các ngươi biến thành phức tạp như vậy. Vương Khả trừng mắt. Trên bầu trời chu kinh, tiếng sấm vang vọng, từng luồng lôi điện bổ về phía hoàng kim cự long. Lĩnh vực thiên sư của Trương Thần Hư cũng không ngăn cản lôi điện, thậm chí còn quấy nhiễu hoàng kim cự long. Nhưng đối mặt với kiếp hoàng quan, hoàng kim cự long biểu hiện quá mức khủng bố, lôi điện ngay cả vảy rồng của nó cũng không thể phá. Trong thời gian ngắn ngủi, thiên kiếp đã trôi qua. Tiếng rồng gầm oanh kích cả chu kinh, dao động thật lớn, khiến cho cả chu kinh nổi lên cuồng phong, vô số kiến trúc sập đổ, tiếng gào khóc nổi dậy khắp nơi. Quân vương đại chủ, nhanh chóng bảo hộ dân chúng rút lui khỏi chu kinh, tất cả đệ tử vương gia toàn bộ phối hợp. Vương Khả hét lớn một tiếng. Rõ. Trong chu kinh truyền đến tiếng hét của đại biểu tỷ. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử vương gia của chu kinh đều lao nhanh tới. Không chỉ như vậy, một vài tán tiền giả đóng quân ở chu kinh cũng kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh cũng xông lên hỗ trợ. Không ổn rồi, không ổn rồi, thực lực của hoàng kim cự long này vẫn còn đang tăng lên. Long bà, mau đến giúp ta, lĩnh vực thiên sư của ta sắp không giữ chân được nó rồi. Trương Thần Hư đứng trên trời cao lo lắng nói. Long bà lập tức hóa thành thanh long bay lên tận trời. Trương thiên sư còn không giữ được ta, huống chi là các ngươi. Lĩnh vực thiên sư này kém xa Trương thiên sư dùng. Phá! Hoàng kim cự long gào thét. Ầm một tiếng, lĩnh vực thiên sư trên trời cao bị nổ tung thành một lỗ hồng. Hoàng kim cự long bay nhanh ra, há mồm hút mạnh. Một trận gió to thổi quét bốn phương tám hướng, Trương Thần Hư bị hút vào trong miệng cự long. Không! Trương Thần Hư kinh hãi la lên. Long bà biến thành thanh long, xông mạnh đến chỗ hoàng kim cự long mới cứu được Trương Thần Hư. Nhưng mà dù vậy, lực hút quá lớn vẫn hút mấy trăm dân chúng trong chu kinh lên trời cao. Không, cứu mạng, cứu mạng! Cha, mẹ, cứu con! Đại vương, cứu mạng! Mấy trăm dân chúng ra sức la hét, nhìn thấy hoàng kim cự long mở miệng muốn nuốt toàn bộ bọn họ. Mấy trăm mạng người sẽ bị nuốt như vậy sao? Tất cả mọi người hít thở không thông. Hoàng kim cự long này quả nhiên là vô cùng tàn bạo. Công chúa, người đừng chấp mê bất ngộ nữa. Thanh long quát lên. Cút! Hoàng kim cự long quất đuôi, nhất thời đánh bay thanh long, mở to mồm lần nữa nuốt dần chúng ở phía dưới vào miệng. Lĩnh vực thiên sư, thanh long vẫy đuôi! Trương Thần Hư, Long Bà đồng thời ra tay. Ầm một tiếng, hai người toàn lực đánh nhau và ngăn cản được hoàng kim cự long cắn nuốt dần chúng. Bữa tiệc của hoàng kim cự long bị quấy rối, hai mắt sung huyết nhìn về phía hai người. Muốn chết sao? Các người muốn chết sao? Ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Hoàng kim cự long trên bầu trời chợt tỏa ra uy năng ngập trời. Mặc dù là thanh long và lĩnh vực thiên sư cũng bị đánh bay không ngừng. Dân chúng trong thành trơ mắt nhìn mọi người bị hoàng kim cự long cắn nuốt, chợt cảm thấy vô cùng khủng hoảng, bị dọa đến mức điên cuồng bỏ chạy. Cứu mạng! Ác long! Ác long! Vô số dân chúng hoảng sợ chạy trốn. Vô giới hòa thượng lại mở miệng kêu lên. Nhất định không thể để long hoàng ăn nữa, nó mới vượt qua được kiếp huyền quan, hiện giờ là uy lực nguyên thần cảnh, nó muốn ăn thịt người tăng cường huyết khí, người nó ăn càng nhiều thì sẽ càng mạnh hơn, nhất định phải ngăn cản nó. Chúng ta không thể ngăn được, nó quá mạnh. Trương Thần Hư ở trên không trung sốt ruột nói. Công chúa, người không thể tiếp tục tạo nghiệp nữa, bằng không sẽ có càng nhiều cường giả đến làm phiền người đấy. Thanh long sốt ruột hét lên. Ta ăn no rồi thì có thể nghỉ ngơi. Huyết khí, các người không cho ăn thịt người, ta sẽ ăn thịt người. Long bà,
vật nhỏ nhà ngươi đã đến lúc tự hiến thân rồi đấy. Hoàng Kim Cự Long đột nhiên cắn trên lưng Thành Long. Thành Long hét thảm. Ngay lúc này thạch Phật bỗng nhiên xông lên tận trời, một trường đánh lên miệng của Hoàng Kim Cự Long. Ầm một tiếng, tiếng nổ này mới giải cứu được Thành Long. Thạch Phật bắt Long Hoàng, nó phát điên rồi. Hôm nay nó không chết, cả thập vạn đại sơn đã trở thành thời đại hắc ám như 200 năm trước. Trương Thần Hư, dùng lĩnh vực thiên sư giữ lại nó. Vô Giới Hòa Thượng quát lên. Mình xin ngừng tập này đây mọi người, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy hấp dẫn thì đừng quên đúng like ủng hộ Phong nhé. Và bây giờ thì xin mời mọi người và lắng nghe tập số 153 Vương Đạo Chí Tôn. Trong trời cao, lĩnh vực thiên sư bao vây Hoàng Kim Cửu Long, Thành Long, Thạch Phật ầm ầm xông kích tới. Nhưng mà Hoàng Kim Cửu Long này quá lợi hại, lần nữa đánh vỡ lĩnh vực thiên sư. Thành Long, Thạch Phật cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, không bao lâu sẽ vỡ nát. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Trường Chính Đạo, người mau đi hỗ trợ đi. Vô Giới Hòa Thượng ở cửa vực sâu kêu lên. Trường Chính Đạo đang làm gì? Trường Chính Đạo đang chuẩn bị lấy bảo bối của Long Hoàng. Vừa rồi Long Hoàng đã lấy hết những bảo bối này ra ngoài, phía trên đầu có kim quang. Trường Chính Đạo vồ tới, bị kim quang trên bảo bối đánh bại. Đã đến lúc đào rồi mà ngươi còn tham tài. Tuy những bảo bối này bị Long Hoàng lấy ra từ vực sâu, nhưng mà trên đó đều có cấm chế của Long Hoàng, từng bị Long Hoàng luyện tế. Hiện tại ngươi không dùng được, nhanh đi hỗ trợ đi. Một hồi nếu Long Hoàng chiến thắng, tất cả mọi người chúng ta đều phải chết. Dân chúng cả khu kinh này đều sẽ phải chết. Tất cả mọi người ở thập vạn đại sơn này đều sẽ trở thành thức ăn của hắn. Nhanh đi đi. Vô Giới Hòa Thượng gầm rú. Tuy ta có được bát cửu huyền công của Gia Gia, nhưng mà cũng không đánh lại Long Hoàng, ta làm gì được đây? Trường Chính Đạo buồn bực kêu lên. Thiếu âm dương đại trận, người không phải có thiếu âm dương đại trận sao? Thúc giục thiếu âm dương đại trận trợ trận bọn họ. Vô Giới Hòa Thượng nói. Nhưng mà thiếu âm dương đại trận chỉ có một người. Trường Chính Đạo nhíu mày nói. Đến lúc nào rồi? Diệt Long Hoàng rồi nói sau. Vô Giới Hòa Thượng quát lên. Được. Trường Chính Đạo cắn răng bay lên tận trời. Thiếu âm dương đại trận mở. Trường Chính Đạo hét lớn. Thiếu âm dương đại trận tạo ra đồ án thái cực thật lớn, được Trường Chính Đạo từ từ thúc giục trên trời. Trong thiếu âm dương đại trận đột nhiên rơi ra một thân ảnh, ngã lên mặt đất. Ầm một tiếng, phía trên trời cao, thiếu âm dương đại trận đột nhiên lan tỏa ra sương vô tận, nháy mắt bao vây Hoàng Kim Cự Long lại. Hoàng Kim Cự Long rít gào. Lực lượng của Hoàng Kim Cự Long này quá lớn rồi, thiếu âm dương đại trận cũng không thể giữ trận. Trường Chính Đạo ở trên trời cao sốt ruột nói. Thành Long vẫy đuôi. Lĩnh vực tiên sư, Thạch Phật thần trường. Ầm một tiếng, chiến đấu trên trời cao càng lúc càng kịch liệt. Hoàng Kim Cự Long quá cường đại, cường đại đến mức tất cả cường giả cùng theo xông kích thì cũng không làm gì được Hoàng Kim Cự Long. Vương Khả, lần này ngươi bị thảm rồi. Ngươi nói ngươi chịu trách nhiệm, ngươi chịu trách nhiệm không nổi đâu. Mấy người bọn họ hình như đều không ngăn cản được Long Hoàng. Long Hoàng vẫn còn đang trở nên mạnh hơn, bọn họ không còn ngăn cản được bao lâu, bị ngươi hại thảm rồi. Vô Giới Hòa Thượng cười khổ nói. Thôi lắm, đều là do ngươi chỉ huy bậy bạ mà. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi nói cái gì? Vô Giới Hòa Thượng kinh ngạc nhìn Vương Khả. Đã nói rồi, ta phụ trách, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Một đám các ngươi cứ che mặt trước ta làm gì? Xem ta vô hình sao? Còn chỉ huy lung tung nữa, các ngươi quấy rầy kế hoạch của ta, ngươi có biết hay không chứ? Vương Khả trừng mắt nói. Vô Giới Hòa Thượng trừng mắt nhìn Vương Khả. Kế hoạch của ngươi, đến lúc này rồi ngươi còn có kế hoạch gì chứ? Vương Khả, ta chỉ huy lung tung cái gì? Nếu không phải ta, ngươi chết ở Chu Kinh sẽ càng nhiều hơn. Đây là chết mấy trăm người rồi, không có ta chỉ huy, giờ phút này cả Chu Kinh sợ là bị san bằng rồi đấy. Sao ta lại chỉ huy lung tung? Đổi lại là ngươi, ngươi có thể làm gì chứ? Vô Giới Hòa Thượng tức giận nói. Đổi lại là ta, một kiếm của ta đã đâm chết Long Hoàng này rồi. Sự việc đơn giản như vậy bị ngươi biến thành phức tạp như bây giờ, ngươi còn nói ngươi không chỉ huy lung tung. Vương Khả trừng mắt mắng. Vô Giới Hòa Thượng sừng sốt. Vì sao đến lúc này rồi ngươi còn nói mình có thể chém chết Long Hoàng? Nếu ngươi có bản lĩnh này vậy ngươi làm đi,
ngươi ở đây khoác lác với ta ư? Chẳng lẽ ta trước kia nhìn lầm ngươi rồi? Ngươi không phải có duyên với Phật, ngươi chỉ là tên nói phét. Hiện tại cục diện đã bị ngươi chỉ huy thành như vậy rồi, ngươi bảo ta làm sao xây dựng lại được trạng thái lúc trước, để ngươi hại thảm rồi mà. Vương Khả trừng mắt nói. Vô Giới Hòa Thượng tức giận. Ta chỉ huy bậy bạ sao? Không phải là bị ngươi hại thảm sao? Sao lại biến thành là ta chỉ huy bậy bạ? Ùng ùng. Ngay khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên vô số máu loãng bao phủ bốn phương tám hướng của hai người. Tình huống gì vậy? Vô Giới Hòa Thượng kinh ngạc nói. Đau quá, thiếu âm dương đại trận này bao vây ta nửa ngày, đau quá. Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ xa. Một thân ảnh ngã xuống từ trong thiếu âm dương đại trận. Long Huyết. Sắc mặt của Vương Khả đột nhiên trầm xuống. Thiếu âm dương đại trận lúc trước nhốt là Long Huyết, ngươi sao ngươi lại ở đây? Vô Giới Hòa Thượng kinh ngạc. Ngươi tránh mưa ở đây suốt đêm sao? Sao ngươi lại đến đây lúc này? Ta nói rồi, là ngươi chỉ huy bậy bạ không phải sao? Vốn Long Huyết còn đang bị nhốt, ngươi không nên để Trương Chính Đạo thả hắn ra. Hiện tại ta xem ngươi làm gì đây? Chỉ huy lung tung, không nghe điều lệnh, tự chủ trương. Tai họa lần này người không thể trốn tránh trách nhiệm được. Vương Khả trừng mắt của trách. Sắc mặt Vô Giới Hòa Thượng cứng đờ. Mẹ nó, hỗn loạn lần này sao lại trách ta? Lúc trước ta nói đừng có đi xuống, không đi xuống là người cứ đòi xuống. Vô Giới Hòa Thượng không cam lòng nói thầm. Lúc ấy không phải nói nghe lời ta sao? Người không nghe lời ta, lại còn không phải do người tự chú ý bậy bạ sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ầm một tiếng, vô số huyết hải bao phủ tứ phương, Long Huyết bay đến gần đó. Đến lúc nào rồi, các ngươi còn ở đây cãi nhau? Vương Khả, ngươi thật là to gan, ngay cả Long Hoàng cũng dám thả. Cơ mặt Long Hoàng co rút nhìn Vương Khả. Long Huyết, sao ngươi ở đây? Vương Khả co mày nói. Ngươi sai thử vương tiến đến trụ kinh đấy bảo tàng, huyết ma của Liên Hoa huyết quật đều biết rồi. Nhóm huyết ma báo tin tức cho Sắc Dục Thiên, ta tự nhiên sẽ biết. Mấy ngày nay Sắc Dục Thiên cùng ta tranh đoạt quyền khống chế huyết hải, ta thật vất vả áp chế Sắc Dục Thiên. Đến nơi này liền nhìn thấy các ngươi mở cửa thạch Phật, ta cùng đi xuống lại bị các ngươi mai phục. Ta nghĩ các ngươi đã sớm biết ta đến, thì ra là không biết, còn ở nơi này thả Long Hoàng ra. Ngươi, ngươi sao lại to gan như vậy? Sắc mặt của Long Huyết khó coi nói. Tùy bộ mặt Long Huyết dữ tợn nhìn hai người, nhưng mà lúc này Long Huyết cực kỳ khẩn trương, nhìn lên bầu trời, nhìn xuống vực sâu, hiển nhiên nội tâm cực kỳ không yên, cực kỳ sợ hãi Long Hoàng. Huyết hải bao vây hai người Vương Khả, Vô Giới Hòa Thượng. Long Huyết tỏ ra dữ tợn nhìn Vương Khả. Các người có bệnh sao? Sao lại thả Long Hoàng? Long Hoàng trốn thoát các ngươi đừng có mong sống. Long Huyết dữ tợn nói. Người lo lắng Long Hoàng như vậy, Long Bà, Thạch Phật, Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư rằng co với Long Hoàng, chỉ còn kém mình ngươi. Hay là ngươi giúp bọn họ một tay, trấn áp Long Hoàng đi. Vương Khả nhìn Long Huyết, sắc mặt Long Huyết cứng đờ. Lời nói của ta ngươi còn không rõ sao? Ngươi còn đi chọc Long Hoàng, các ngươi muốn chết không cần kéo ta theo. Vậy ngươi đến Chu Kinh làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Đương nhiên là tìm ngươi. Thật vất vả mới biết ngươi đi ra ngoài, ta tự nhiên phải tìm ngươi tính toán nợ cũ. Còn nữa, trả lại ta 16 viên Định Hải Châu. Long Huyết dữ tợn nói. Đã hơn một năm rồi, mỗi ngày Vương Khả đều ở Thần Long Đảo, tất cả mọi người đều biết ngươi muốn tìm Vương Khả tính toán nợ cũ, vì sao không đến trực tiếp Thần Long Đảo đi? Vô Giới Hòa Thượng ngạc nhiên hỏi. Sắc mặt Long Huyết cứng đờ. Hắn không dám đi, Ma Tôn đã từng nói huyết hải quán không được đặt chân đến. Hắn muốn chết mới dám đi Thần Long Đảo. Vấn đề này ngươi hỏi hắn trả lời thế nào được? Hắn khẳng định sẽ nói là bị Sắc Dục Thiên ngăn cản, dùng Sắc Dục Thiên làm tấm chắn. Vương Khả trừng mắt. Ta vốn đã bị Sắc Dục Thiên giữ chân. Ngươi thật cho rằng ta sợ Ma Tôn gì sao? Thời điểm ta cường thịnh, hắn chỉ là một tiểu quỷ. Long Huyết trừng mắt. Ngươi không sợ sao? Vậy ngươi dám mắng Ma Tôn không? Lớn tiếng mắng đi, để cho người toàn thành đều nghe thấy. Vương Khả trừng mắt nói. Sắc mặt của Long Huyết cứng đờ. Ta dựa vào cái gì mà mắng hắn? Vương Khả, người muốn hãm hại ta sao? Nhìn xem, ta nói rồi, hắn sợ Ma Tôn. Không sao, hôm nay hai chúng ta thật an toàn. Nếu Long Huyết sợ Ma Tôn, vậy hắn cũng không dám đụng đến chúng ta. Bởi vì ta là giáo chủ Thần Long của Ma Giáo, Ma Tôn đích thần phong. Nếu hắn dám giết ta thì vả mặt Ma Tôn, cho dù Ma Tôn phải đuổi giết ngàn dặm cũng sẽ lấy mạng Long Huyết. Cho nên chúng ta thật an toàn.
Vương Khả nói. Long Huyết sửng sốt. An toàn con mẹ người, người không biết ta hôm nay đến là giết ngươi sao? Ngươi là giáo chủ thần Long Ma Tôn đích thần phong, nhưng mà ta không phải, ta cũng không quen biết Ma Tôn, vậy ta phải làm sao? Vô Giới Hòa Thượng trừng mắt. Xem đi, xem đi. Ai bảo ngươi lúc trước không nghe ta chỉ huy, tự mình chủ trương chỉ huy bậy bạ, hiện tại gặp rắc rối rồi đấy, còn muốn ta giúp ngươi chùi đít sao? Để Long Huyết để mặt ta không giết ngươi, ta cũng phải nợ nhân tình đấy. Vương Khả trừng mắt nhìn Vô Giới Hòa Thượng. Vô Giới Hòa Thượng sừng sốt. Ai nể ngươi? Vương Khả, ngươi thực xem trọng mình quá đấy. Mau giao Định Hải Châu, nếu không đừng trách ta hạ sát thủ. Long Huyết trừng mắt cả giận. Ngươi không dám giết ta? Vương Khả tự tin nói. Thôi lắm, ta không dám giết ngươi, tới tìm ngươi làm cái gì? Muốn hay không, ta giết Vô Giới Hòa Thượng này trước cho ngươi xem. Long Huyết trừng mắt quát. Sắc mặt Vô Giới Hòa Thượng cứng đờ nhìn Vương Khả. Đây là ngươi nói, hắn sẽ nể mặt ngươi. Vì sao? Ta cảm giác hắn vì ngươi nên mới giết ta. Yên tâm, không có việc gì. Hắn không dám giết, hắn muốn giết ngươi, ta phải đi Ma Tôn cáo trạng, giết chết hắn. Vương Khả an ủi nói. Nhưng ta không có quan hệ với Ma Tôn, Ma Tôn sẽ vì ta báo thù sao? Vô Giới Hòa Thượng trừng mắt. Đều nghe theo ngươi, ngươi đừng có tự chủ trương lung tung nữa. Giao cho ta, Long Huyết mà thôi. Ma Tôn không động thù, ta động thủ chém hắn thì cũng vậy thôi. Ta nói hắn không dám động, ngươi chính là không dám động ngươi. Ngươi đứng ở chỗ đó để hắn giết, ta xem hắn có dám động hay không. Vương Khả trừng mắt nói. Vô Giới Hòa Thượng nhìn Long Huyết hung thần ác sát cách đó không xa, sắc mặt cứng đờ, tiện đà nhìn Vương Khả. Ta đứng nơi này để hắn giết à? Đúng, nếu hắn dám động đến ngươi, ta thiệt hắn. Vương Khả trừng mắt nói. Vô Giới Hòa Thượng nghệt mặt. Ngươi đoán ta tin ngươi à? Long Huyết cũng đen mặt nhìn Vương Khả. Ngươi lấy tự tin ở đâu ra? Vương Khả, ngươi không nói không sao, đợi đến lúc đó ngươi cũng sẽ phải nói. Long Huyết lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Vương Khả nhíu mày nói. Làm gì sao? Đương nhiên là mang bọn ngươi trở về thẩm vấn đàng hoàng. Long Huyết cười lạnh nói. Ngươi muốn dẫn chúng ta rời khỏi Chu Kinh sao? Điều này sao được? Ta còn phải trảm Long Hoàng, làm gì có thời gian mà theo ngươi. Vương Khả trừng mắt. Long Huyết nghẹt mặt. Ngươi còn muốn chạm Long Hoàng á? Ngươi không sợ gió lớn chấm đầu lưỡi sao? Vô Giới Hòa Thượng cũng cảm thấy kỳ quái. Không nhiều lời với hai người các người. Mẹ nó, các ngươi lần này gặp rắc rối lại giúp ta lấy bảo vật từ trong cửa vực sâu ra, đó đều là pháp bảo công đức, bảo vật chân quý nhất của Long Hoàng. Tốt, xem như ta cũng không đến phí công. Long Huyết lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, Long Huyết vung tay lên, nhất thời vô số máu loãng bao phủ lên cửa vực sâu. Nơi đó bị Hoàng Kim Cự Long phá vỡ, khiến các loại bảo vật di động ra. Long Huyết muốn một lưới bắt hết, toàn bộ mang đi. Ầm một tiếng, từng đợt nổ tung vang lên bên dưới, hơn nửa pháp bảo bị lấy ra. Nhưng mà còn có hơn phân nửa pháp bảo bỗng nhiên tỏa ra kim quang, giống như là muốn lấy đi rất khó. Sao lại thế này? Long Huyết biến sắc, cúi đầu nhìn lại. Thời điểm mình nắm lấy pháp bảo, phong ấn đã bị phá hư, giống như là vẫn giữ được pháp bảo. Nếu mình muốn lấy đi, phải hủy đi một ít phong ấn mới được. Long Huyết vốn đang nhíu mày, chợt toàn thân run lên, biến sắc. Bởi vì trong chỗ vực sâu, một đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm Long Huyết. Da đầu Long Huyết chợt run lên. Đôi mắt màu vàng trong vực sâu là ai? Kia còn cần hỏi sao? Đương nhiên là của Long Hoàng, còn là bản thể của Long Hoàng. Hoàng Kim Cự Long đang chiến đấu với Long Bà. Thạch Phật, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư chính là thân hình của thánh tử, ý thức của Long Hoàng mà thôi. Trong chỗ sâu mới là bản thể của Long Hoàng chân chính. Bản thể Long Hoàng chính là nhìn chằm chằm vực sâu, nhìn chằm chằm Long Huyết, nhìn đến mức da đầu Long Huyết run lên. Túm lấy đi, tiếp tục đi. Trong chỗ sâu trong vực sâu truyền đến giọng nói lạnh như băng của Long Hoàng. Không, không cần nữa. Đủ rồi. Long Huyết biến sắc. Lúc này cho dù Long Huyết có một vạn lá gan thì cũng không dám tiếp tục. Vù một tiếng, đột nhiên chùm tia sáng màu vàng phóng thẳng từ đáy vực sâu, một cái long tu phóng thẳng đến Long Huyết. Đừng! Long Huyết cả kinh hét lên. Ầm một tiếng, nhất thời Long Huyết vất tay kéo huyết hải lui về sau triệt để, một thân ảnh chắn trước mặt chặn long tu. Sắc Dục Thiên. Vương Khả kinh ngạc nói. Sắc Dục Thiên chặn đại long tu. Long Huyết, người cũng tìm thế thân. Thanh âm lạnh như băng của Long Hoàng truyền đến từ vực sâu.
Tuy sắc dục thiên đi ra chặn Long Tu, nhưng vẫn giữ tợn nhìn Long Huyết. Long Huyết, người nhốt ta không được bao lâu, ta rất nhanh có thể dãy ra khỏi trói buộc của ngươi, phá hủy ngươi. Tuy sắc dục thiên trồi lên huyết hải, nhưng mà toàn thân giống như là bị dây huyết sắc trói buộc. Long Hoàng cáo từ. Long Huyết lập tức dẫn huyết hải trốn thoát. Bắt được Vương Khả, Vô Giới Hòa Thượng lại thu lấy một đám bảo vật. Long Huyết thầm nghĩ phải trốn, trốn càng xa càng tốt. Long Hoàng trong vực sâu hừ lạnh. Hiển nhiên bản thể Long Hoàng còn không thể thoát khỏi trói buộc, chỉ có thể mặc cho Long Huyết chạy trốn. Sắc dục thiên, người đánh không lại Long Huyết, bị hắn nhốt lại à? Vương Khả trừng mắt nhìn sắc dục thiên cách đó không xa. Liên quan rắm gì đến người? Sắc dục thiên trừng mắt nói. Sắc dục thiên, Long Huyết sử dụng trung tiên thiên ma trùng, bọn họ tạm thời cân sức cân tài, ai cũng không phá hủy được ai. Một khi ai cuối cùng thắng lợi, người còn lại sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Vô Giới Hòa Thượng nói. Sắc dục thiên, người phát hỏa gì với ta? Nếu không nhờ ta, người lúc trước đã chết rồi. Còn không phải ta dùng định hải châu cố định huyết hải, người mới dung hợp tiên thiên ma trùng sao? Vương Khả trừng mắt nói. Hừ. Sắc dục thiên hừ lại một tiếng, không thèm để ý đến Vương Khả. Vô Giới Hòa Thượng, đồ đệ này của ngươi thật không lễ phép. Vương Khả trừng mắt nhìn Vô Giới Hòa Thượng. Vô Giới Hòa Thượng buồn bực chắp tay, không biết phản bác thế nào. Long Huyết mang theo đám người Vương Khả bay lên khỏi hố to, tới quảng trường Phật Thủ Tự. Đi, chúng ta trở về rồi nói sau. Long Huyết lạnh lùng nói. Đứng lại. Đột nhiên có tiếng gào to từ Phật Thủ cách đó không xa. Hả? Mọi người nhìn lại, nhìn thấy Mạc Tam Sơn ở cách đó không xa đang nhìn đám người Long Huyết. Lão Mạc, người đến cứu chúng ta. Hai mắt Vương Khả sáng lên. Cứu ngươi? Thôi, ai cứu ngươi? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Thế vậy ngươi tới làm gì? Chỉ bằng công phu mèo ba chân của ngươi mà cũng muốn ngăn cản Long Huyết á? Vương Khả trừng mắt. Ngươi mới công phu mèo ba chân, ta là nguyên anh cảnh cấp cao, ngươi chỉ là kim đan cảnh, ngươi có tư cách gì mà nói ta? Mạc Tam Sơn trừng mắt quát lại. Không biết sự tự lượng sức mình. Long Huyết lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, Long Huyết căn bản không để ý đến Mạc Tam Sơn, muốn quấn lại huyết hải rời đi. Long Huyết, sắc dục thiên, ta muốn các người đứng lại, không nghe thấy sao? Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Mạc Tam Sơn, hiện tại ngươi cũng biết khoác lác rồi ư? Vương Khả trừng mắt. Long Huyết, sắc dục thiên đều không để ý Mạc Tam Sơn. Ta nói đùa khi nào chứ? Nhìn xem ai đây. Mạc Tam Sơn cười lạnh. Khi nói chuyện, Mạc Tam Sơn vung tay kéo một nữ tử đến đây. Tông chủ. Vương Khả cũng biến sắc. Cung Vi. Vô Giới Hòa Thượng cũng kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn bóp cổ Cung Vi, vẻ mặt dữ tợn nói. Sắc dục thiên, các người tiếp tục đi, các người còn đi, ta sẽ giết nàng. Cái gì? Vô Giới Hòa Thượng kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi dùng tông chủ uy hiếp Long Huyết, ngươi bị thần kinh à? Long Huyết và tông chủ đâu có quen biết, ngươi là bị ngu à? Vương Khả kinh sợ nói. Cung Vi đang thật thống khổ, không thể hô hấp bình thường. Long Huyết nhìn chằm chằm Mạc Tam Sơn, vẻ mặt cũng cảm thấy kỳ quái. Vương Khả nói đúng, ngươi bị thần kinh à? Ngươi giết nàng hay không thì liên quan quái đến ta. Nói xong, huyết hải của Long Huyết quấn lại đi về phía xa. Ầm một tiếng, ngay khi huyết hải ra xa, huyết hải đột nhiên run lên, dừng ở quảng trường Phật Thủ Tự. Cái gì? Long Huyết biến sắc. Huyết hải lại không nghe chỉ huy của mình. Sắc dục thiên, là ngươi? Ngươi đang làm cái gì? Sao ngăn trở huyết hải rời đi? Long Huyết đột nhiên kinh sợ nói. Phía trên huyết hải, sắc dục thiên bị trói buộc, nhìn thấy Cung Vi bị bóp cổ sắp chết, ánh mắt bỗng nhiên đỏ lên, liều mạng ngăn cản huyết hải di động. Long Huyết đang vội vã chạy trốn, bị sắc dục thiên khống chế huyết hải ngăn cản lại, nhất thời nổi giận. Sắc dục thiên, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Tranh đấu giữa ta và ngươi, hãy đấu sau đi. Phía dưới là Long Hoàng, ngươi không thấy à? Là Long Hoàng, một phần thân mang ý thức của Long Hoàng đã lợi hại như vậy rồi. Ngươi có biết bản thể của Long Hoàng trốn ra sẽ như thế nào không? Đến lúc đó ngay cả chạy cũng không thoát được đâu. Long Huyết quát lên. Nhưng mà sắc dục thiên lúc này như bị mê hoặc, không thèm để ý lời nói của Long Hoàng. Long Huyết, sắc dục thiên sắp dung hợp tiên thiên ma trùng, có quyền khống chế huyết hải, trong lúc nhất thời không ai làm gì được ai.
Mạc Tam Sơn, sao ngươi lại bắt cung vi? Sao ngươi biết dùng cung vi huyết ta? Sắc Dục Thiên đỏ mắt nhìn Mạc Tam Sơn cách đó không xa. Mạc Tam Sơn dùng cung vi uy hiếp ngươi? Long Huyết cũng nhíu mày. Cách đó không xa, Mạc Tam Sơn tỏ vẻ đắc ý. Sắc Dục Thiên, ta cũng làm tình báo, tuy ngươi thật bí ẩn, bí ẩn đến mức trước kia ta căn bản không thể phát hiện gì, nhưng mà ta vẫn tra ra được ít chi tiết. Sau khi ngươi vượt kiếp huyền quan, ngươi ở Liên Hoa Huyết Quật từng trộm bức họa của cung vi, si tình thật lâu. Ngươi cũng từng ở trong lúc say nói mớ tên của tiểu vi. Ta biết tất cả biểu hiện của ngươi là giả, mà cung vi là uy hiếp của ngươi. Mạc Tam Sơn đắc ý tiếp tục bóp cổ cung vi. Ta nói mớ gọi tên tiểu vi, ta trộm bức họa của cung vi, si tình thật lâu. Tình báo của ngươi không thể nào làm được, ngươi làm sao mà biết? Sắc Dục Thiên trừng mắt cả giận nói. Mạc Tam Sơn, ngươi khoác lác cái gì vậy? Hệ thống tình báo nát bét của ngươi có thể tra được sinh hoạt cá nhân của Sắc Dục Thiên á? Cho dù Sắc Dục Thiên say rượu, còn có thể cho ngươi đến gần sao? Vương Khả không tin nói. Mạc Tam Sơn hung tợn trừng Vương Khả. Hệ thống tình báo của ta chỉ thất bại trên người của ngươi, sự tình khác có gì ta tra mà không được? Thất bại trên người ta? Lúc nào chứ? Sao ta không biết? Vương Khả trừng mắt. Mạc Tam Sơn đen mặt. Đây mới là đáng giận. Mẹ nói chứ, mỗi lần tìm ngươi đều không tìm thấy, cũng khiến ta hơi hoài nghi nhân sinh. Ngươi còn không biết, quan trọng ngươi còn không phải cố ý trốn tránh ta. Là đứa cháu trai Chu Lâm phản bội ta, là nói với ngươi bí mật của ta không ai biết, chỉ có hắn. Ta xem hắn như tri kỷ, chỉ có hắn có thể tới gần ta. Hắn phản bội ta là Chu Lâm nói với ngươi à? Sắc Dục Thiên trừng mắt. Mạc Tam Sơn nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, rõ ràng đã bị nói trúng rồi. Chu Lâm không phải đệ tử của Phương Sơn sao? Lại nói cho Mạc Tam Sơn nhiều bí mật như vậy. Chẳng lẽ Mạc Tam Sơn và Độ Huyết Tự có gì mờ ám à? Vương Khả nhíu mày nói. Ai nói ta biết rất quan trọng sao? Lần này vận khí của ta không tồi, bắt gặp cung vi, cung vi lại mất trí nhớ, ngay cả lực lượng trong cơ thể mình cũng không thể dùng. Hiện tại rơi vào tay ta, ta tùy thời có thể giết nàng. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Người dám? Sắc Dục Thiên hô lên. Lão Mạc, ngươi cần phải biết rõ, cung vi là thủ trưởng ngươi, ngươi đang dĩ hạ phạm thượng, ám sát tông chủ đấy. Ở Thiên Lăng Tông sẽ chịu hình phạt ba đao sáu động. Vương Khả trừng mắt quát. Chết sao? Hôm nay ai chết còn chưa chắc. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Lão Mạc, sao ngươi lại điên cuồng như vậy chứ? Lúc quan trọng còn ngăn cản chúng ta, còn dùng sinh mệnh tông chủ uy hiếp Sắc Dục Thiên. Vương Khả nhíu mày nói. Vương Khả, ta nói, ta muốn mạng ngươi, ngươi có tin không? Mạc Tam Sơn cười lạnh. Mạc Tam Sơn, ngươi không phải muốn giết Vương Khả sao? Ta giúp ngươi giết hắn, ngươi thả cung vi ra đi. Sắc Dục Thiên quát. Vương Khả bên cạnh sừng sốt. Không đủ sao? Ta sẽ giúp ngươi giết cả Vô Giới Hòa Thượng nữa, ngươi thả cung vi đi. Sắc Dục Thiên quát đi. Vô Giới Hòa Thượng sừng sốt. Sắc Dục Thiên, ngươi không còn có nhân tính. Lần trước ta cứu ngươi, Vô Giới Hòa Thượng là sư tôn của ngươi, ngươi muốn giết chúng ta? Vương Khả trừng mắt nói. Long Huyết sợ ma tôn cái gì? Ta cũng không sợ. Sắc Dục Thiên nhè răng nói. Ngươi không sợ sao? Vậy ngươi vì sao mỗi lần gặp ma tôn đều quay đầu bỏ chạy? Vương Khả trừng mắt nói tiếp. Sắc Dục Thiên đen mặt. Huyết thần tử! Sắc Dục Thiên gầm lên. Chợt một đám huyết thần tử đánh về phía Vương Khả và Vô Giới Hòa Thượng, nháy mắt bao bọc lấy hai người. Mạc Tam Sơn, ta giết Vương Khả, Vô Giới Hòa Thượng, ngươi thả cung vi đi đi. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn đen mặt. Ta còn chưa nói sẽ thay đổi, vậy ngươi muốn làm gì? Long Huyết cũng quát lên. Đúng vậy, Mạc Tam Sơn, ngươi có thể nói rõ ràng không? Vương Khả trừng mắt nói. Mạc Tam Sơn thở sâu. Ta vừa rồi thấy các người lấy bảo tàng của Long Hoàng, ta cũng không cần cái gì khác, chỉ cần bảo tàng trong tay các người. Còn có, ta muốn tất cả định hài châu và định quang kính của Vương Khả. Sắc Dục Thiên trừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn. Ngươi chỉ vì cầu tài sao? Ngươi muốn tiền, ngươi không biết nói sau sao? Long Hoàng đã sắp trốn thoát rồi, ngươi còn ở lúc quan trọng mà vơ vét tài sản. Đi theo ta, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Long Huyết giống mắng. Một hồi bàn thể Long Hoàng đi ra ngoài.
tất cả chúng ta đều sẽ xong đời. Ngươi còn ở đây mà vơ vét tài sản, ngươi bị thần kinh à? Mạc Tam Sơn, làm tình báo không phải đều rất có tiền sao? Ngươi vì tiền mà phản bội Thiên Lang Tông, hoàn toàn đối đầu với Thiên Lang Tông, ngươi bị điên rồi sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn cắn chặt răng, trầm giọng nói: không được, ngay hiện tại ta muốn 24 viên định Hải Châu, ta còn muốn định Quang Kính nữa. Mọi người cau mày. A Di Đà Phật, Mạc Tam Sơn coi trọng chính là nhị thập tứ chư thiên. Vô Giới Hòa Thượng nói: nhị thập tứ chư thiên? Sắc Dục Thiên nhìn Vô Giới Hòa Thượng: chính là tổ hợp định Quang Kính và 24 viên định Hải Châu của ta sao? Sắc mặt Vương Khả trầm xuống: đúng vậy, còn có bảo vật càng tốt. Nhị thập tứ chư thiên này phải cho ta, nếu không hiện tại ta sẽ giết cùng vị. Mạc Tam Sơn trầm giọng quát: Mạc Tam Sơn, điện chủ Tây Lăng Điện Thiên Lăng Tông ngươi lại không làm, vì một kiện pháp bảo nho nhỏ mà tìm đường chết sao? Ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Đầu ngươi bị uống nước rồi sao? Vương Khả kinh ngạc nói: A Di Đà Phật, đầu hắn không bị uống nước, hắn là tìm người chống lưng khác rồi. Vô Giới Hòa Thượng trầm giọng nói: ngươi nói cái gì? Vương Khả khó hiểu nói: nhị thập tứ chư thiên là chí bảo Phật môn, là một trong những bảo vật kỳ lạ nhất của Long Hoàng. Hiện giờ Luân Hồi Hoàng Triều đang treo giải thưởng, ai tìm được nhị thập tứ chư thiên có thể tiến vào La Hán Điện của Luân Hồi Hoàng Triều, được cung phục cao nhất ở Luân Hồi Hoàng Triều. Vô Giới Hòa Thượng nói. Mạc Tam Sơn nhìn chằm chằm Vô Giới Hòa Thượng, lạnh lùng nói: người biết thật không ít. Ý là người muốn dùng nhị thập tứ chư thiên làm công trạng đầu tiên đi Luân Hồi Hoàng Triều nhậm chức à? Vương Khả trừng mắt nói: được rồi, đừng có nhiều lời. Sắc Dục Thiên, người đưa hay không? Nếu không đưa ta giết cùng vị. Mạc Tam Sơn hô lên: Mạc Tam Sơn, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Đi Liên Hoa Huyết Quật, ta giúp ngươi đòi lấy mọi thứ. Điều kiện tiên quyết là đừng tiếp tục ở đây. Ngươi không muốn chết, một hồi bản thể Long Hoàng ra ngoài, ngươi cũng sẽ phải chết. Long Huyết lạnh lùng nói: không, ở ngay tại đây. Đi Liên Hoa Huyết Quật, ta chưa chắc lấy được nhị thập tứ chư thiên, ở đây ta mới cam đoan an toàn của ta. Mạc Tam Sơn lắc đầu: vì sao? Long Huyết quát: thả cung vi, ta có thể rời trước mặt các ngươi không? Ta bảo vệ an toàn của ta, phải ở trong này giao dịch. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói: ở đây ngươi có thể an toàn à? Long Huyết quát đến: không sai, ta đã phái người đi thông chi Độ Huyết Tự, Phương Sân trụ trì và đám cường giả Độ Huyết Tự sẽ đến đây, bọn họ đến che chở ta. Các ngươi ai cũng đừng có mơ tưởng tổn thương ta. Hiện tại ta phải làm là giữ chân các ngươi, chờ Phương Sân trụ trì tới. Sắc Dục Thiên, ngươi không muốn cùng vị chết phải không? Hiện tại tìm định Quang Kính và 24 viên định Hải Châu cho ta, chờ Phương Sân trụ trì tới, ta sẽ thả cùng vị. Nếu các ngươi dám đi, ta lập tức giết chết cùng vị. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói: ngươi dám? Sắc Dục Thiên hô to: Phương Sơn sẽ che chở ngươi. Ta đã sớm nhìn ra ngươi và Phương Sơn liếc mắt đưa tình, ngươi phản bội Thiên Lang Tông, đầu quân vào Độ Huyết Tự sao? Vương Khả trừng mắt nói: hừ, ta vẫn luôn là đệ tử Độ Huyết Tự, chỉ là giả dạng bái nhập Thiên Lang Tông thôi. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói: ngươi là đệ tử Độ Huyết Tự? Chẳng trách Chu Lâm nói cho ngươi bí mật của ta. Chu Lâm chết tiệt, Chu Lâm chết tiệt mà, tên phản bội ngươi, phản bội ta. Sắc Dục Thiên giống to: Vô Giới Hòa Thượng, ngươi không phải là người của Độ Huyết Tự sao? Ngươi nhận thức sao? Vì sao Mạc Tam Sơn gian tế Độ Huyết Tự phái đến mà ngươi không nói cho ta biết? Vương Khả trừng mắt nhìn Vô Giới Hòa Thượng: Ta cũng đâu có biết. Vô Giới Hòa Thượng buồn bực nói: ngươi không biết, việc hôm nay hoàn toàn là do ngươi. Lúc trước ngươi tự chỉ huy bậy bạ, còn nữa, ngươi trước kia là trụ trì Độ Huyết Tự, lại còn không biết Mạc Tam Sơn là gian tế. Nếu ngươi nói cho chúng ta biết chân tướng trước, Mạc Tam Sơn có thể uy hiếp được chúng ta sao? Đều là tại ngươi, tất cả mọi người chúng ta đều bị ngươi hại thảm rồi. Vương Khả trừng mắt khiển trách. Vô Giới Hòa Thượng đen mặt: liên quan gì tới ta? Lúc trước ta chỉ huy lung tung cái gì chứ? Còn nữa, Mạc Tam Sơn là gian tế của Phương Sơn phái ra, ta làm sao mà biết? Ngay khi Vương Khả đang trách móc Vô Giới Hòa Thượng, Long Huyết trừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn, muốn dùng một trường đánh chết Mạc Tam Sơn. Cùng Vi hét thảm một tiếng, cổ họng Cùng Vi bị Mạc Tam Sơn méo mạnh, lộ ra vẻ thống khổ. Dừng tay! Sắc Dục Thiên hoảng sợ giống to. Bang một tiếng, Sắc Dục Thiên giống như là phát điên, đánh vỡ gông xiềng ở trên người,
hơn nữa lập tức xuất hiện trước mặt Long Huyết, đánh một trường nghiêm trọng lên người Long Huyết. Ầm một tiếng, huyết hải gợn sóng. Sắc Dục Thiên, người ngăn đón ta làm gì? Mạc Tam Sơn đáng chết, ta phải giết hắn. Long Huyết dữ tợn nói. Tiểu Vi thiếu chút đã chết trong tay Mạc Tam Sơn, người muốn giết Mạc Tam Sơn, cùng Vi cũng sẽ chết. Giao toàn bộ Định Hải Châu ra đây. Sắc Dục Thiên quát lên. Thối lắm, cho hắn Định Hải Châu sao? Không thể nào. Long Huyết trợn mắt. Cho ta. Sắc Dục Thiên quát. Ầm một tiếng, Long Huyết, Sắc Dục Thiên đánh nhau ầm ầm. Trong lúc nhất thời, sóng huyết ngập trời, đất rung núi chuyển. Mạc Tam Sơn giữ chặt Cung Vi, lau mồ hôi lạnh. Vừa rồi nguy hiểm thật, nếu không phải mình bắt được Cung Vi, sẽ chết trong tay Long Huyết. Phía trên huyết hải, Sắc Dục Thiên đại chiến Long Huyết, sóng huyết ngập trời, đất rung núi chuyển. Mạc Tam Sơn âm thầm lau mồ hôi lạnh. Vừa rồi nguy hiểm thật, nếu không phải mình bắt được Cung Vi, mình đã bị Long Huyết đánh chết ư? Mạc Tam Sơn, tông chủ cổ sắp bị cắt đứt rồi đấy, ngươi thực sự muốn tuyệt đường lui sao? Muốn là địch với Thiên Lang Tông chúng ta sao? Ngươi cũng biết hôm nay tông chủ có chuyện gì. Ta, sư huynh ta Lý Bắc Đấu, gia sư Trần Thiên Nguyên, còn có Mộ Dung Lão Cầu, tất cả mọi người sẽ không tha cho ngươi, đuổi giết ngàn dặm, khiến cho ngươi không có chỗ trốn. Vương Khả trừng mắt quát. Mạc Tam Sơn giữ tợn nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi không biết tình huống của ngoại giới. Mộ Dung Lão Cầu, Trần Thiên Nguyên, Lý Bắc Đấu không tính là gì so với Luân Hồi Hoàng Triều. Bọn Mộ Dung Lão Cầu nhiều nhất chỉ là tướng quân, ta về sau là người của La Hán Điện Luân Hồi Hoàng Triều, bọn họ ai dám đụng vào ta? Ta dám động ngươi, ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Hôm nay ngươi còn tự thân khó bảo toàn, nói phét với ta gì? Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Cùng Vì bị Mạc Tam Sơn bóp cổ, chợt ho ra máu. Tông chủ, mau tỉnh lại, đánh chết cái tên khốn Mạc Tam Sơn này đi. Vương Khả kêu lên. Cùng Vì mất trí rồi, ngươi cho rằng ta bóp cổ nàng, nàng có thể tỉnh lại sao? Ngươi có biết mất trí nhớ là gì không? Mạc Tam Sơn tỏ vẻ khinh thường nói. Mạc Tam Sơn, ngươi muốn giết ta? Cùng Vì bỗng nhiên giữ tợn nói. Mạc Tam Sơn sửng sốt. Tông chủ, tông chủ khôi phục trí nhớ, bóp cổ thì có thể mất trí nhớ sao? Vương Khả trừng mắt nói. Không, Cùng Vi không phải là bị bóp cổ mà chữa khỏi mất trí nhớ, trong lòng nàng đang bùng cháy. Vô Giới Hòa Thượng lắc đầu. Hả, cháy gì? Vương Khả khó hiểu nhìn Vô Giới Hòa Thượng. Cùng Vi vì cái gì mà mất trí nhớ? Đó là bởi vì muốn chạy trốn khỏi tuyệt vọng. Nam nhân nàng cả đời theo đuổi không cần nàng, tâm nàng chết như tro tàn. Sau khi trọng thương, lựa chọn che kín đoạn trí nhớ này, đây là tự bảo hộ mình. Nhưng mà vừa rồi nàng bỗng thấy Sắc Dục Thiên vẫn còn nhớ nàng, ngọn lửa yêu khiến cho nội tâm chết như là tro tàn của nàng đã sống lại. Cho nên trong mắt, trí nhớ phủ đầy bụi của Cung Vi đã lần nữa trở lại. Hơn nữa thế không thể đỡ được, càng thêm cuồng nhiệt. Vô Giới Hòa Thượng trịnh trọng nói. Vương Khả nhìn Vô Giới Hòa Thượng. Ngọn lửa yêu á? Vô Giới, ngươi thật là hòa thượng sao? Cái chuyện tình yêu mà cũng nghiên cứu được như vậy? Nói thật đi, người ta lừa gạt tình cảm bao nhiêu nữ nhân rồi? Sắc mặt Vô Giới Hòa Thượng cứng đờ. Không có, ta là người xuất gia. Thối lắm, người xuất gia có ai giống như người sao? Còn mang theo Long Bà hầu hạ bên người. Vương Khả trừng mắt nói. Long Bà không có quan hệ với ta, ngươi đừng có mà vu khống. Vô Giới Hòa Thượng trừng mắt. Ngươi cứ nói phép với ta đi, Long Bà không có quan hệ với ngươi ư? Khăng khăng một mực đi theo ngươi. Hơn nữa, người dạy ra một đồ đệ cũng là một Hoa Hoa Hòa Thượng. Người xem đi, ngọn lửa yêu cũng có rồi kìa, người còn nói mình là người xuất gia sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Vô Giới Hòa Thượng. Vô Giới Hòa Thượng sửng sốt. Cung Vi, người tỉnh rồi à? Mạc Tam Sơn biến sắc. Cung Vi nhìn Mạc Tam Sơn, sau đó ánh mắt lập tức tỏa sáng nhìn chằm chằm Sắc Dục Thiên. Tướng công, tướng công, Mạc Tam Sơn nói thật sao? Chàng cố ý giả bộ quên ta, chàng vẫn luôn không quên ta, vẫn luôn không, tướng công. Cung Vi vui mừng quá độ mà bật khóc, hô to về phía huyết hải. Phía trên huyết hải, Sắc Dục Thiên đại chiến Long Huyết, xoay đầu, Sắc Dục Thiên lộ vẻ chua xót. Xin lỗi, Tiểu Vi, ta đã mắc mưu của Vô Giới Hòa Thượng, năm đó nhờ hắn che giấu tình cảm và trí nhớ của ta với nàng, ta đã vượt qua kiếp huyền quan, bây giờ nhớ lại rồi, mấy năm nay khiến nàng chịu khổ rồi.
về sau ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa. Sắc Dục Thiên hô to trong chiến đấu. Chàng trở về là tốt rồi. Cung Vi vui mừng quá độ, quay đầu. Cung Vi giữ tợn nhìn Vô Giới Hòa Thượng. Lão lừa, sao người muốn hại ta? Vì sao lại che giấu trí nhớ của tướng công với ta? Vô Giới Hòa Thượng buồn bực. Lúc trước Sắc Dục Thiên nhờ ta phong, không phải là ta cố ý phong. Hắn nói hắn ưng thuận chí nguyện to lớn, không muốn người đi theo hắn gặp tai họa, muốn chặt đứt ý niệm của ngươi. Hắn muốn bảo vệ ngươi mới cố ý làm như vậy. Ngươi muốn trách thì trách tên Sắc Dục Thiên ấy, không liên quan gì tới ta. Cung Vi quay đầu nhìn Sắc Dục Thiên đang chiến đấu, cảm động nói: tướng công, chàng đối xử với ta thật tốt. Vô Giới Hòa Thượng nghẹt mặt: vẻ hung ác của ngươi cũng là phân người với người sao? Còn mẹ nó, sự kiện đồng dạng, ta xứng đáng bị mắng. Sắc Dục Thiên đệ đã đối xử với ngươi thật tốt, cái này... Mạc Tam Sơn, tông chủ đã khôi phục trí nhớ rồi, ngươi còn bóp cổ tông chủ làm gì? Ngươi còn không buông giá? Vương Khả quát lên: Mạc Tam Sơn, ngươi dám phản bội Thiên Lang Tông, hiện tại ta tuyên bố cách chức vị trí điện chủ Tây Lang Điện của ngươi, ngươi còn không thả ta ra? Mạc Tam Sơn hừ lạnh: ngươi nghĩ rằng ta còn thèm cái vị trí điện chủ Tây Lang Điện gì đó sao? Cùng vì ta đã nhịn ngươi thật lâu rồi. Ngày xưa tiến vào Thiên Lang Tông, cái gì ngươi cũng tranh với ta. Hiện tại ta cũng không thèm. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng mà ngươi quên mất ta am hiểu cái gì sao? Mạc Tam Sơn, ngươi không phải là am hiểu nấu trà sao? Vương Khả nói: thối lắm, ta là am hiểu dùng độc. Ta am hiểu dùng độc. Mạc Tam Sơn quát lên. Nhắc tới chuyện nấu trà, Mạc Tam Sơn lập tức tức giận. Năm đó muốn dùng độc với Vương Khả, rốt cuộc ép mình phải nấu trà có khẩu vị độc dược. Trà con mẹ nó, cả nhà các người mới am hiểu nấu trà ấy. Người hạ độc với ta? Sắc mặt Cung Vi khó coi nói: không sai, lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, lo lắng con tin không phối hợp, cho nên ta bức người uống chén trà kia. Uống chén trà độc dược kia chính là khiến cho người không có sức phản kháng. Lực lượng hiện tại của người chính như là phàm nhân. Người hiện tại ngoan ngoãn làm con tin của ta đi. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói: Mạc Tam Sơn, phản bội Thiên Lang Tông, ám sát tông chủ là tử tội. Cung Vi lạnh lùng nói: tử tội sao? Hôm nay ai chết còn không biết đâu. Ta chỉ cần bắt được ngươi, ta có thể nắm toàn cục trong tay. Sắc Dục Thiên sẽ trở thành con rối của ta. Trước mặt đã chứng minh hết thời rồi đấy. Cảm tình của Sắc Dục Thiên với ngươi cũng thật sâu. Có Sắc Dục Thiên giúp ta ngăn lại Lòng Huyết, hôm nay ta phải làm chủ hết thảy. Ta tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì hết. Sắc Dục Thiên là con rối của ta. Mạc Tam Sơn lạnh lùng cười nói. Cũng ngay vào lúc này, hai luồng huyết quang nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Mạc Tam Sơn. Ầm một tiếng, một tiếng nổ lớn, ngực và đầu của Mạc Tam Sơn lại bị hai trường đập xuyên qua. Mạc Tam Sơn chết rồi. Sắc Dục Thiên! Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Mạc Tam Sơn, ai là con rối của ngươi? Ngươi dùng tiểu vi uy hiếp ta? Ngươi nghĩ rằng ta thực sự liều chết ẩu đả với Lòng Huyết sao? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, lúc Mạc Tam Sơn đang vinh báo đắc ý, nhất thời sơ xuất. Sơ xuất trước một nguyên thần cảnh là chí mạng nhất. Mạc Tam Sơn đến chết cũng không ngờ mình chết dứt khoát như vậy. Tiểu Vi! Sắc Dục Thiên bỏ mặc thi thể Mạc Tam Sơn, muốn bắt lấy Cung Vi. Bang một tiếng, lúc này Cung Vi lại bị Lòng Huyết giành lấy. Lòng Huyết, ngươi đang làm gì? Lúc chiến đấu ngươi âm thầm nói để ta cứu Cung Vi, miễn cho bị tiểu nhân Mạc Tam Sơn kiềm chế. Ngươi đang làm gì? Sắc Dục Thiên hô lên. Lòng Huyết cười lạnh. Đúng vậy, tình huống vừa rồi ta xác nhận không muốn bị Mạc Tam Sơn nắm mũi, mới nói với ngươi hai chúng ta làm bộ chiến đấu, tìm đúng thời cơ diệt sát Mạc Tam Sơn, đồng thời cứu Cung Vi. Nhưng mà Mạc Tam Sơn chết rồi, mọi chuyện cũng khác rồi. Ngươi không phát hiện à? Ngươi có ý gì? Sắc Dục Thiên có dự cảm bất hảo. Lòng Huyết nắm đầu Cung Vi kéo dậy. Ngươi tin hay không, một trường ta bóp nát đầu Cung Vi. Lòng Huyết lộ vẻ dữ tợn. Ngươi dám? Sắc Dục Thiên gầm rú. Ta không tin. Nếu ngươi giết tông chủ, từ thế này Sắc Dục Thiên khẳng định đồng quy vu tận với ngươi. Ngươi giết Cung Vi là giết mình, ngươi cũng không phải là kẻ ngốc. Ngươi dám giết Cung Vi à? Vương Khả kêu lên. Lòng Huyết nghẹn mặt. Mẹ nó Vương Khả, ngươi lắm mồm thế. Ta đang uy hiếp Sắc Dục Thiên, ngươi nói lung tung cái gì đây? Không khí vốn thật hung ác, bị ngươi nói như vậy ta nào dám uy hiếp gì nữa.
Ngươi không dám giết cùng vị, đúng hay không? Sắc Dục Thiên siết chặt nắm đấm, khẩn trương nói: Không, ta dám. Sắc Dục Thiên, huyết hải này là của ta, ngươi muốn cùng vị cũng được, mau cút khỏi huyết hải của ta, trả lại quyền khống chế huyết hải của ta, ta thả ra cùng vị. Thế nào? Chúng ta đều có nhu cầu riêng. Long Huyết trầm giọng nói: Sắc Dục Thiên, ngươi đã dung hợp tiên thiên ma trùng, một khi rời khỏi tiên thiên ma trùng, toàn thân sẽ thối rữa, nguyên khí đại thương. Đến lúc đó chỉ cần một ý niệm trong đầu Long Huyết, ngươi sẽ chết. Sắc Dục Thiên, ngươi đã quên chí nguyện to lớn trước kia rồi sao? Vô Giới Hòa Thượng lo lắng nói: Đúng vậy. Sắc Dục Thiên, đừng có nghe Long Huyết hù dọa. Thủ đoạn bắt người này của hắn, ta mặc quần yếm cũng từng chơi thử. Ngươi tin tưởng ta, hắn không dám giết cùng vì đâu. Ngươi cứ tỏ ra hận độc với hắn. Ngươi nói nếu hắn dám giết cùng vì, ngươi sẽ tự bạo, tự bạo cả tiên thiên ma trùng, tự bạo cả huyết hải. Ngươi cũng uy hiếp hắn đi. Vương Khả, ngươi câm mồm đi. Long Huyết phẫn nộ mắng: Lần trước đã do Vương Khả này dạy cho Chu Hồng Y chơi xấu, kết quả hại mình mất đi thân thể Long Quốc làm phân thân. Ngươi lại dạy Sắc Dục Thiên chơi xấu. Còn mẹ nó, ta đã nhìn ra khắp thiên hạ này chỉ có Vương Khả ngươi được biết phá hoại nhất. Sắc Dục Thiên, trả tiên thiên ma trùng lại cho ta, rời khỏi huyết thải của ta, nếu không ta giết cùng vị. Hiện tại ta giết chết nào. Sắc Dục Thiên, Long Huyết đang đấu trí cùng với ngươi, ngươi đừng có đầu hàng. Yên tâm, cùng vị không có việc gì. Vương Khả lại tiếp tục khuyên nhủ. Long Huyết hung tợn nhìn Vương Khả, cuối cùng vẫn nhìn Sắc Dục Thiên. Mẹ nó, hôm nay không thể uy hiếp Sắc Dục Thiên sao? Nếu ngươi không nghe lời ta, ta xé cánh tay của cung vị trước. Long Huyết bóp lấy cánh tay cung vị. Bị Vương Khả phá hoại, Long Huyết đã thật là mệt mỏi, cho rằng mình khẳng định không thể uy hiếp được Sắc Dục Thiên, uy hiếp của mình chỉ là công cốc. Nhưng Sắc Dục Thiên lại quỷ dị gật đầu: Được, ta nghe lời ngươi. Cái gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Sắc Dục Thiên. Ta nói với ngươi rồi, đây là chiến đấu tâm lý, sao ngươi lại quay đầu hàng? Long Huyết cũng tỏ ra khó tin. Ta nghĩ không hiệu quả, vậy mà ngươi lại đáp ứng sao? Đổi lại là ta, cho dù ta có bầm thây cung vi thành vạn khúc cũng không thể đáp ứng. Tên này sao lại tự nhiên đáp ứng? Chẳng lẽ là muốn chơi ta? Mình xin phép ngừng tập này đây mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào lắng nghe tập tiếp theo của Vương Đạo Chi Tôn. Được Vương Khả trợ giúp, Long Huyết đã không ôm hy vọng có thể uy hiếp Sắc Dục Thiên. Nhưng thời khắc quỷ dị này, Sắc Dục Thiên lại thỏa hiệp. Vì sao ngươi còn đáp ứng? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tính kế ta? Sắc mặt Long Huyết khó coi nói: Quan trọng là ký ức của lần trước vẫn còn quá mới. Chu Hồng Y đáp ứng dứt khoát, sau đó mình bị Vương Khả tính kế nên tổn thất thảm trọng. Hiện tại cảnh tượng này lại diễn ra lần nữa sao? Vương Khả tỏ vẻ khó hiểu nhìn Sắc Dục Thiên. Chẳng lẽ là kế hoạch tác chiến gì? Không, ta còn có thể làm gì tính kế ngươi? Chỉ cần ngươi thả cung về, ta đều nghe theo lời ngươi. Sắc Dục Thiên cười khổ. Bởi vì cung vi. Long Huyết nhìn cung vi trong tay mình. Sắc Dục Thiên, con còn nhớ rõ chí nguyện to lớn lúc trước của mình không? Bước đầu tiên trở thành tiên thiên huyết ma sắp hoàn thành, con lại buông tha. Vô Giới Hòa Thượng nhất thời lo lắng kêu lên. Sắc Dục Thiên cười khổ lắc đầu nói: So với tiểu vi, chí nguyện to lớn có đáng gì chứ? Quan trọng như vậy sao? Ngươi... Vô Giới Hòa Thượng lo lắng. Cùng vì đối diện kinh ngạc nhìn Sắc Dục Thiên, trong mắt ươn ướt. Tướng công, ta lại nhìn thấy bộ dáng ban đầu của chàng, thật tốt. Cùng vì hơi nức nở nói: Sắc Dục Thiên, ta đã nói với ngươi rồi, hiện tại ngươi đang chơi cờ với Long Huyết. Ngươi nghe ta, tuyệt đối sẽ không thua. Long Huyết này thực rõ ràng đang sợ chết. Ta đã sớm nhìn thấu hắn, ngươi chỉ cần kiên trì không nhượng bộ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thỏa hiệp. Nhiều nhất hắn chỉ khiến cung vi bị thương, hắn không dám giết cung vi.
Vương Khả trừng mắt kêu lên. Vương Khả, người thối lắm, người còn nhìn thấu ta cái gì, mẹ người chứ. Long Huyết trừng mắt mắng. Sắc Dục Thiên lắc đầu. Ta cũng sẽ không dùng tính mệnh của Tiểu Vi cá cược. Vạn nhất Long Huyết bị rút não, hơn nữa ngay cả Tiểu Vi bị thương, ta cũng không muốn nhìn thấy. Ta đã nợ Tiểu Vi nhiều như vậy, ta không muốn nợ nữa. Vương Khả sừng sốt. Cung Vi ở đối diện cũng tươi cười hạnh phúc. Tướng công, hơn trăm năm nay ta không chờ uổng công, đúng hay không? Đúng, không uổng công, chỉ là để nàng chịu tội rồi. Sắc Dục Thiên lộ ra vẻ khó chịu. Không chờ uổng công là được, không chờ uổng công là được. Tất cả đệ tử chính đạo Chu Kinh làm chứng cho ta. Cung Vi bỗng hét lên. Tuy Cung Vi trúng độc của Mạc Tam Sơn, nhưng mà giọng nói rất to. Dân chúng của Chu Kinh còn đang chạy trốn, một vùng hỗn loạn, nhưng mà đồng dạng có vô số đệ tử tiên môn đóng quân ở Chu Kinh. Các đệ tử đại tiên môn bởi vì thực lực quá yếu, căn bản không thể nhúng tay vào trận chiến huyết hải. Nhưng mà tất cả mọi người đều chú ý thoại, thấy rõ mọi thứ trong huyết hải. Một tiếng giống của Cung Vi mọi người đều nghe thấy. Tông chủ, người muốn làm gì? Người còn mời đệ tử đại tiên môn đến hỗ trợ sao? Bọn họ cao nhất cũng chỉ là kim đan cảnh, kém quá sao? Vương Khả lập tức kêu lên. Long Huyết cũng hí mắt nhìn Cung Vi. Người đã thành ra như vậy rồi, còn có thể làm trò trống gì? Hôm nay các vị đệ tử chính đạo đã thấy, Thiên Lang Tông gặp bất hạnh, điện chủ Tây Lang Điện Mạc Tam Sơn phản bội Thiên Lang Tông, bị tước bỏ chức vị điện chủ Tây Lang Điện, chết cũng chưa hết tội. Hiện giờ tại hạ Cung Vi cũng là người quản chế tông môn bất hạnh, khiến thiên hạ chê cười. Hiện giờ ta lấy thân phận tông chủ Thiên Lang Tông ra quyết định, Cung Vi ta đề cử điện chủ Nam Lang Điện Thiên Lang Tông, Vương Khả kế nhiệm vị trí tông chủ Thiên Lang Tông. Từ nay về sau, Vương Khả trở thành tông chủ của Thiên Lang Tông. Cung Vi hét lên. Các đệ tử đại tiên môn tứ vương trừng lớn mắt. Đây là truyền ngôi cho Vương Khả sao? Cả đám người Long Huyết cũng không hiểu rõ tình huống của Cung Vi. Truyền ngôi cho Vương Khả, người có thể được cứu. Tông chủ, ngươi làm cái gì vậy? Ta còn chưa có chuẩn bị. Vương Khả lo lắng kêu lên. Cung Vi nhìn Vương Khả cũng không nói gì, bỗng nhiên nhìn Sắc Dục Thiên. Tướng công, ta có chàng đủ rồi. Tông chủ Thiên Lang Tông ta không cần. Tiểu Vi, Sắc Dục Thiên sốt ruột nói. Sắc Dục Thiên, ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau tách ra Tiên Thiên Ma Trùng, nếu không động thủ ta sẽ hạ sát thủ với Cung Vi. Long Huyết trừng mắt nói. Đừng, ta tách ngay. Sắc Dục Thiên lập tức kêu lên. Không, tướng công, chàng nợ ta hơn trăm năm, chàng phải đáp ứng ta một chuyện. Cung Vi chợt đỏ mắt nhìn Sắc Dục Thiên. Tiểu Vi, nàng nói đi. Sắc Dục Thiên lo lắng. Không được thỏa hiệp với Long Huyết, chàng là nam nhân của ta, nam nhân ta phải đình thiên lập địa, cho tới giờ chưa từng cúi đầu trước ai. Đừng phá hủy hình tượng của chàng trong lòng ta, đừng thỏa hiệp với Long Huyết. Sống thật tốt, sống thật tốt. Cung Vi đỏ mắt. Nhưng vẻ mặt Sắc Dục Thiên đau khổ. Không thỏa hiệp với ta. Cung Vi, ngươi còn chưa nhìn rõ tình thế trước mắt. Lúc này Long Huyết khinh thường cười lạnh. Nhưng Long Huyết đang cười lạnh chợt trở nên kinh ngạc. Cung Vi, ngươi muốn chết sao? Long Huyết kinh sợ. Không biết trong tay Cung Vi từ lúc nào xuất hiện một thanh chùy thủ, đâm mạnh lên trái tim mình. Tông chủ, Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Tiểu Vi, đừng. Sắc Dục Thiên kinh hô. A Di Đà Phật. Vô Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Quá nhanh, ai cũng không kịp phản ứng. Cùng Vi sao lại tự sát? Điều này sao có thể chứ? Xoạt một tiếng, chùy thủ đâm vào trái tim Cùng Vi. Cùng Vi lập tức phun máu tươi, cả người mềm nhũn. Không, 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 ngươi đang làm gì? Vì sao ngươi phải tự sát? Long Huyết hoảng sợ quát lên. Ngươi tự sát rồi, ta lấy cái gì uy hiếp Sắc Dục Thiên? Long Huyết liều mạng cứu Cung Vi. Cung Vi lại cười khổ. Vô ích thôi. Long Huyết, ta cắt đứt sinh cơ của mình,
ta tự sát, không ai cứu được ta. Ta không thể trơ mắt nhìn thấy nam nhân của ta vì ta mà chết. Long Huyết, để nam nhân của ta cúi đầu, ngươi không xứng. Tiểu Vi, Sắc Dục Thiên giống vọt lên. Long Huyết ôm cùng Vi rút lui, đồng thời liều mạng cứu trị. Nhưng vô luận cứu như thế nào, Cung Vi vẫn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không, 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 ngươi điên sao? Ngươi tự sát làm cái gì? Còn sống không phải là tốt hơn sao? Vì sao ngươi phải tự sát? Long Huyết buồn bực quát đến. Thiếu chút nữa đã đuổi Sắc Dục Thiên ra khỏi huyết hải, thiếu chút nữa thì đã nắm giữ hết thầy. Vì sao? Vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Trả Tiểu Vi cho ta, trả Tiểu Vi cho ta! Sắc Dục Thiên giống lớn vọt tới. Long Huyết biến sắc, đánh Sắc Dục Thiên. Bang một tiếng, Sắc Dục Thiên cũng không đánh lại đối phương, mà ôm cổ Cung Vi, dùng lưng đón lấy một trường của Long Huyết. Nháy mắt, Sắc Dục Thiên bị đánh bay ra ngoài. Phốc một tiếng, máu tươi phun ra. Sắc Dục Thiên cũng không để ý mà nhìn nữ tử Cung Vi trong lòng. Sinh cơ Cung Vi rất nhanh đã biến mất. Sắc Dục Thiên ôm chặt nàng, liều mạng truyền lực lượng vào cơ thể Cung Vi. Đáng tiếc, huyết sắc trên mặt Cung Vi càng ngày càng nhạt đi. Tiểu Vi, nàng sẽ không sao. Tiểu Vi, Sắc Dục Thiên gầm rú. Tướng công, cuối cùng chàng đã ôm ta, chàng mau ôm chặt ta, ta thật lạnh quá. Cung Vi suy yếu tươi cười hạnh phúc. Không, nàng sẽ không sao, nàng sẽ không sao. Tiểu Vi, ta còn chưa bồi thường nàng, ta còn chưa đối tốt với nàng. Tiểu Vi, đừng nhắm mắt lại, đừng nhắm mắt lại. Tiểu Vi, Sắc Dục Thiên bi thương khóc giống. Vô ích, con điên Cung Vi này tự tìm đường chết. Ta không cứu được nàng, người cũng không cứu được đâu. Điên rồi, Cung Vi chết tiệt, đáng chết mà. Long Huyết buồn bực hét lớn. Không, Sắc Dục Thiên hét rung trời. Lão Sắc, người cứu không được thì đừng có ồn nữa. Mau, để ta vào Vô Giới Hòa Thượng nhìn thử xem, xem chúng ta có thể cứu được nàng không. Đừng có ồn, ồn đến khi toàn bộ sinh cơ Cung Vi đều không còn sao? Đưa đây, nhanh lên, Vương Khả quát đi. Sắc Dục Thiên bi thương nhìn Vương Khả và Vô Giới Hòa Thượng. Tuy giờ này không nghe lọt tai điều gì, nhưng mà vẫn dùng tay vung tay lên, đuổi tất cả huyết thần tử xung quanh hai người. Vương Khả vọt tới, đoạt lại Cung Vi, ôm đến chỗ Vô Giới Hòa Thượng. Vô Giới, mau xem có biện pháp nào không, nhanh. Nếu tông chủ mà chết thật, ta cắt rộng thịt của ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Vô Giới Hòa Thượng sửng sốt. Hai người rất nhanh nghiên cứu. Sắc Dục Thiên cười thảm, với thực lực của Sắc Dục Thiên cũng không thể cứu. Vương Khả và Vô Giới Hòa Thượng có thể chăng? Vô dụng, ai cũng không cứu được Cung Vi đâu. Thật là mất hứng, trước rời chơi nơi này. Trước rời nơi này đi, một hồi bản thể Long Hoàng đi ra thì chết. Long Huyết trầm giọng nói. Sắc Dục Thiên bỗng đỏ mắt nhìn Long Huyết, hai mắt sùng huyết, cắn chặt nạch. Một cảm giác thù hận ngập trời tràn ngập, gân xanh nổi lên. Long Huyết, người giết Tiểu Vi của ta, ta phải lấy mạng của ngươi, ta phải lấy mạng của ngươi. Sắc Dục Thiên dữ tợn đánh Long Huyết. Cung Vi là tự sát, đâu phải ta giết. Long Huyết cả kinh kêu lên. Ta phải lấy mạng ngươi, Sắc Dục Thiên quát. Ầm một tiếng, trong lúc nhất thời, trên huyết hải nổi dậy sóng huyết. Hai cường giả nguyên anh cảnh đánh nhau hung hãn, khác với giả vờ giả vịt trước mặt Mạc Tam Sơn. Lúc này là ta chết người sống, thực sự không muốn. Lúc này là người chết ta sống, thực sự thật muốn đồng quy vu tận. Huyết hải vô lượng, đại uy thiên long, huyết quang phổ chiếu, nghiệt long đao. Ầm một tiếng, xông kích mạnh mẽ, huyết hải nổ tung khắp nơi. Cả Phật thủ tự cũng rung chuyển, vô số kiến trúc ở thành Đông Chu Kinh vỡ nát. Cũng may thuộc hạ Vương Khả và các đệ tử đại tiên môn đã hỗ trợ rút lui dân chúng phụ cận, mới không có bao nhiêu thương vong. Nhưng mà lúc này hai cường giả đại tuyệt thế ôm tâm tình đồng quy vô tận chiến đấu với nhau. Trong lúc nhất thời, trên huyết hải gợn sóng không ngừng, dân chúng chạy ra xa cũng bị cuồng phong sóng âm chấn động đến nội tạng, thậm chí còn phun máu tươi. Đại chiến kịch liệt,
Vương Khả và Vô Giới Hòa Thượng cũng bó tay. Vô Giới Hòa Thượng, người nói đi, tông chủ có thể cứu được không? Vương Khả trừng mắt. Theo đạo lý mà nói, Cung Vi lần này chết chắc rồi. Trái tim bị đâm nát, nguyên anh cũng vỡ nát, sinh cơ toàn thân rất nhanh xói mòn, ta không cứu được. Vô Giới Hòa Thượng nhíu mày nói. Đừng có nói đạo lý, nói không theo đạo lý đi. Người nói, cho dù chỉ là một tia cơ hội, người cũng phải nói. Vương Khả trừng mắt. Không theo đạo lý thì tuy Cung Vi đã chết, nhưng mà vừa mới chết, sóng não còn chưa tán, nếu có cơ duyên đặc thù vẫn có thể sống. Vô Giới Hòa Thượng nói. Cơ duyên đặc thù cái gì, ngươi nói đi. Vương Khả trừng mắt nói. Giống như nếu Cung Vi biết Đại Nhật Như Lai thần công, có thể chuyển thể sống lại trên người Linh Đồng. Vô Giới Hòa Thượng nói. Thôi lắm, đến giờ rồi, ai còn kịp luyện công. Vương Khả trừng mắt. Còn có một cách, đó là Luân Hồi Hoàng Triều có một pháp bảo luân hồi, có thể bảo trụ sóng não của nàng, khiến nàng sống lại. Vô Giới Hòa Thượng nói. Nói cách khác, Cung Vi đã chết nhưng còn sóng điện não, não còn chưa tử vong, chỉ cần đưa vào Luân Hồi Hoàng Triều, mượn pháp bảo luân hồi thì có thể cứu trợ. Vương Khả trừng mắt nói. Đúng vậy. Sóng não của Cung Vi có thể tồn tại bao lâu? Vương Khả nói. Một canh giờ. Vô Giới Hòa Thượng đáp. Với tốc độ sắc dục thiên đến Luân Hồi Hoàng Triều, cướp pháp bảo luân hồi cứu Cung Vi mất bao lâu? Vương Khả trừng mắt nói. Cướp không được. Cường giả Luân Hồi Hoàng Triều có vô số, căn bản không thể cướp. Pháp bảo luân hồi cũng chưa bao giờ có người ngoài dùng, cho dù đi cũng vô dụng. Vô Giới Hòa Thượng lắc đầu. Vậy người vô nghĩa cái gì? Một canh giờ, có khả năng cái rắm ấy, ngay cả Thập Vạn Đại Sơn cũng không thể đi ra. Vương Khả lập tức tức giận nói. Ta cũng không phải thần tiên, ta cũng không có biện pháp. Vô Giới Hòa Thượng đáp. Vậy người nói cái gì có khả năng đi, còn có biện pháp khác không? Vương Khả lo lắng nói. Không, ta đã không còn. Nếu không ngươi đi hỏi người khác đi. Vô Giới Hòa Thượng nói. Vương Khả trừng mắt cả giận. Ta cần ngươi tác dụng gì chứ? Chỉ huy lung tung, tự cho là mình làm đúng, lại làm hại hôm nay hỏng bét. Vốn ta muốn dùng một kiếm đầm chết Long Hoàng thì xong việc rồi, kết quả thì sao? Bị ngươi làm hại đến mức tông chủ cũng chết. Vô Giới Hòa Thượng nghẹn mặt. Chu Kinh, phía trên huyết hải. Vương Khả cẩn thận đặt thi thể Cung Vi vào trong quan tài ngọc thạch. Một canh giờ thì một canh giờ, nói không chừng còn có kỳ tích. Vương Khả, người giao quan tài của Cung Vi cho ta. Người ở đó làm gì? Giúp Mạc Tam Sơn thu thi thể sao? Vô Giới Hòa Thượng nói. Vương Khả đá thi thể Mạc Tam Sơn vào huyết hải. Người nói đúng, tên khốn Mạc Tam Sơn này đều hại ta như vậy, ta làm sao có thể giúp hắn thu thập thi thể. Khi nói chuyện, Vương Khả không biết bỏ gì vào túi. Ngươi không phải giúp Mạc Tam Sơn nhặt xác sao? Ngươi là đi... Vô Giới Hòa Thượng trừng mắt. Tốt rồi, đừng có nhiều nữa. Chỉ một canh giờ, hiện tại hỏi người khác, có thể hỏi ai? Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư, Long Bà sao? Vương Khả nhíu mày nói. Bọn họ chiến đấu với Hoàng Kim Cự Long trên trời cao rồi, nhất thời cũng không thể xuống, không ai để hỏi. Vô Giới Hòa Thượng cười khổ. Không đúng, nơi này không phải còn cường giả tuyệt thế sao? Vương Khả nhíu mày nói. Người nói ta sao? Ta đã nói với ngươi rồi, hiện tại tu vi của ta đã bị phế, không có biện pháp. Vô Giới Hòa Thượng nhíu mày. Thối lắm, ai nói ngươi? Vương Khả trừng mắt. Quay đầu, Vương Khả nhìn xuống hố to. Đáy hố to có một vực sâu, trong vực sâu có đôi mắt màu vàng nhìn mọi thứ ngoại giới. Vương Khả, ngươi không phải hỏi Long Hoàng chứ? Vô Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Sao không thể? Vương Khả trừng mắt nói. Vô Giới Hòa Thượng nghẹn mặt. Ngươi nghĩ gì vậy? Cho dù Long Hoàng có biện pháp thì cũng nói cho ngươi sao? Long Hoàng, ngươi cũng thấy chuyện vừa rồi xảy ra, không biết ngươi có biện pháp nào cứu Cung Vi không? Vương Khả nhìn xuống Long Hoàng dưới vực sâu. Đôi mắt hoàng kim của Long Hoàng trừng lớn. Tiểu tử thối này, thật sự tới hỏi ta. Tiểu tử, người thật không biết sống chết, lại còn tới hỏi ta. Long Hoàng lạnh lùng nói. Cũng không có gì đặc biệt, dù sao nơi này thực lực ngươi mạnh nhất,
kiến thức thật rộng lớn, muốn nghe thử ý kiến của ngươi. Vương Khả khách khí nói. Nghe ý kiến của ta, được. Vậy các ngươi phá vỡ phong ấn chỗ cửa vực sâu, ta nói cho ngươi. Long Hoàng cười lạnh. Ngươi đừng nói cho ta giống với Vô Giới Hòa Thượng, nói cho ta biết biện pháp, nhưng mà không có biện pháp nào sử dụng được. Ý của ta là lập tức cứu sống cùng vì. Ngươi có biện pháp nào không? Nếu không, ngươi có thể cứu không? Vương Khả trừng mắt chờ mong nói. Có thể. Chỉ cần ngươi có biện pháp phá vỡ phong ấn để ta ra ngoài, ta có thể cứu sống cùng vì này. Long Hoàng cười lạnh. Vương Khả, Long Hoàng lừa ngươi thì sao? Nàng không khả năng làm được. Vô Giới Hòa Thượng lập tức nói. Đừng có vô nghĩa. Long Hoàng nó có thể cứu, ngươi còn có ở đó để lè mè cái gì? Vợ của đồ đệ ngươi không phải người sao? Nàng là vợ ngươi. À không, vợ đệ tử ngươi. Ngươi có thể trơ mắt nhìn cung vi chết à? Vương Khả trừng mắt nói. Ta. Vô Giới Hòa Thượng tỏ vẻ buồn bực. Long Hoàng này rõ ràng đang gạt người. Mau gọi đám người ở bầu trời kia xuống, đừng đánh nữa, mau hạ xuống, thả ra Long Hoàng thứ cung vi. Vương Khả lập tức thúc giục Vô Giới Hòa Thượng. Trong vực sâu, Long Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả. Người tin tưởng lời ta nói sao? Có cái gì không tin? Ngươi đừng đờn là công chúa Long tộc, còn có thể gạt ta sao? Nếu ngươi dối gạt ta, vậy ngươi không phải là tự mất mặt sao? Còn mất mặt Long tộc, mất mặt cha ngươi, mất mặt tổ tông ngươi. Vương Khả nói. Long Hoàng sừng sốt. Vô Giới Hòa Thượng, nhanh lên, để người trên bầu trời đừng đánh nữa. Vương Khả thúc giục nói. Vương Khả, Long Hoàng rõ ràng đang lừa ngươi. Vô Giới Hòa Thượng lo lắng. Ta biết, nhưng mà lỡ như thì sao? Lỡ như Long Hoàng nói thật thì sao? Con người ngươi tự mình chỉ huy lung tung, Long Hoàng sao lại không thể nhờ Nhất Ngôn Cửu Đỉnh? Ngươi sao cứ nghĩ người ta xấu xa như vậy làm gì? Vương Khả trừng mắt. Ta không muốn nghĩ như vậy, nhưng hành vi vừa rồi của Long Hoàng đã chứng minh hết thầy. Nói không hối cải, trong cái miệng nói chỉ toàn là lời nói dối và tàn bạo. Việc này ta không thể làm. Vô Giới Hòa Thượng tức giận nói. Con người ngươi đến lúc quan trọng thì bị úng não, không chịu nghe lời ta, suốt ngày tự chủ trương. Ngươi xem đi, hết thầy đều do người ta gây. Ngươi xem đi, hết thầy đều do ngươi gây ra. Long Hoàng không ra ngoài, ta sao cứu cung vi? Ta nói Long Hoàng gạt ta, nếu nó dám gạt ta, ta đâm kiếm là được. Ngươi đang trì hoãn thời gian quý báu của cung vi sống lại đấy. Chúng ta đang phải tranh thủ từng giây, ngươi có thể tôn trọng sinh mệnh một chút không? Vương Khả tức giận nói. Vô Giới Hòa Thượng sửng sốt. Nghe Vương Khả nói cứ như là có thể tùy ý chém giết Long Hoàng ấy. Không chỉ có Vô Giới Hòa Thượng chịu không nổi, mà ngay cả bản thể Long Hoàng cũng không thể chịu nổi. Mẹ nói chứ, ta là cá trạch bị bắt trên sông sao? Muốn giết thì giết à? Vương Khả, ngươi muốn chết sao? Long Hoàng trừng mắt nói. Long Hoàng, ngươi đừng có sốt ruột, ta nghĩ biện pháp cứu ngươi. Vương Khả nói. Long Hoàng nghẹt mặt. Đúng rồi, Sắc Dục Thiên, hắn vì cứu cùng vì, khẳng định sẽ nghe theo ta. Vương Khả lập tức nói. Nói xong Vương Khả hô về phía Huyết Hải. Sắc Dục Thiên, mau giúp ta cứu Long Hoàng. Long Hoàng nói nàng có thể cứu sống cung vi. Vương Khả hô về phía xa. Ầm một tiếng, Sắc Dục Thiên, Long Huyết đang chiến đấu, nhất thời sắc mặt cứng đờ nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi điên sao? Long Hoàng lừa gạt ngươi, ngươi còn nghe không hiểu sao? Ngươi còn muốn thả Long Hoàng, muốn chúng ta toàn bộ chôn vùi sao? Cút! Long Huyết quát lên. Sắc Dục Thiên cũng đã giết đỏ mắt, cũng không tin cung vi có thể cứu sống, lúc này một lòng một dạ muốn đồng quy vu tận với Long Huyết. Ầm một tiếng, đại chiến tiếp tục. Không ai nghe Vương Khả. Mẹ nó, bình thường đều nghe lời ta, hiện giờ cả đám đều muốn tạo phản à? Vương Khả trừng mắt nói. Long Huyết, Sắc Dục Thiên hình như là chưa bao giờ nghe lời ngươi. Vô Giới Hòa Thượng cổ quái nói. Cút, ngươi chỉ biết chỉ huy bậy bạ, lần này làm mọi chuyện hỏng bét, toàn bộ đều là do ngươi. Vương Khả trừng mắt mắng. Vô Giới Hòa Thượng nghẹt mặt. Ngay khi Vương Khả đang nghĩ biện pháp, đột nhiên một luồng hơi thở cường đại từ trên trời giáng xuống, hơn nữa che ánh nhìn của Vương Khả. Vương Khả ngẩng đầu, nhìn thấy một tòa núi lớn chậm rãi bay tới. Phi Lai Phong, Độ Huyết Tử, Mạc Tam Sơn thật gọi đám người Phương Sơn đến rồi. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống.
chợt nhìn thấy phía trên Vi Lai Phong, Phương Sơn và một đám hòa thượng đang nhìn xuống dưới. A Di Đà Phật, nơi này đang xảy ra chuyện gì? Phương Sơn kinh ngạc nói. Vù một tiếng, chợt một hòa thượng cưỡi phi kiếm bay lên độ huyết tử, rất nhanh bẩm báo mọi chuyện xảy ra. Cái gì? Sắc mặt Phương Sơn trầm xuống. A Di Đà Phật, Phương Sơn, chư vị độ huyết tử, các người đến thật đúng lúc, mau cứu dân chúng trong thành. Vô số hòa thượng nói. Vô số tăng nhân độ huyết tử nhìn bốn phía, lại nhìn Phương Sơn. Dù sao Phương Sơn mới là trụ trì độ huyết tử. Mạc Tam Sơn đã chết rồi sao? Vương Khả, Vô Giới, các ngươi làm chuyện tốt rồi. Phương Sơn trừng mắt nói. Phương Sơn, sao ngươi lại đổ lỗi cho oan cho người khác? Mạc Tam Sơn cũng không phải do ta giết, là Sắc Dục Thiên giết, ngươi đổ lỗi chúng ta làm gì? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Phương Sơn, ngươi muốn làm gì? Vô Giới hòa thượng bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Phụng lệnh là Hán Điện Luân Hồi Hoàng Triều, lần này tiến tới thả Long Hoàng, Vô Giới, Vương Khả, các ngươi có muốn cản trở ta sao? Phương Sơn nói. Cái gì? Ngươi cũng muốn thả Long Hoàng? Vô Giới hòa thượng biến sắc. Ai nói ta muốn cản các ngươi? Ta đang tìm người giúp thả ra Long Hoàng, đang không tìm được người. Cái tên Vô Giới hòa thượng tự cho là đúng, tự chỉ huy bậy bạ, bằng không ta đã sớm thả Long Hoàng ra rồi. Vương Khả trừng mắt nói. Phương Sơn nghẹt mặt. Phương Sơn nhìn hòa thượng mật báo. Trụ trì, ta cũng không rõ thái độ của Vương Khả. Vương Khả vừa rồi thực sự đang gọi người thả Long Hoàng ra. Hòa thượng kia buồn phiền nói. Phương Sơn, các người đến thật tốt, mau mau giúp ta phá vỡ phòng ấn, thả Long Hoàng đi. Vừa rồi Long Hoàng đã đáp ứng ta, chỉ cần thả nó sẽ cứu cùng vì. Các người mau lên, đừng có lề mề. Vương Khả thúc giục. Phương Sơn sửng sốt. Vì sao không giống như ta nghĩ? Ở không trung bọn người Trương Chính Đạo đang đối phó Hoàng Kim Cự Long, Vương Khả bên dưới lại cần thả Long Hoàng. Phương Sơn, người dám? Vô Giới hòa thượng trừng mắt nổi giận nói. Vô Giới, người đã bị phế tu vi rồi, người cũng muốn ngăn cản ta? Phương Sơn cười lạnh. Đám tăng nhân của độ huyết tử, các người quên sứ mệnh của mình rồi sao? Phương Sơn vi phạm ý chỉ độ huyết tử, đã không thích hợp làm trụ trì, các người đến bây giờ mà vẫn nghe lời hắn sao? Còn không mau cứu dân chúng trong thành. Vô Giới hòa thượng nhìn trời lên quát. Vô số hòa thượng độ huyết tử nhíu mày. Vô Giới, người cho rằng ngươi là ai? Hiện giờ ngươi trở lại một phế nhân, có tư cách gì mà chỉ huy đại tử độ huyết tử ta? Phương Sơn trừng mắt quát. Phương Sơn, người quên sự hình thành độ huyết tử rồi sao? Vô Giới hòa thượng trừng mắt nói. Ta đương nhiên nhớ rõ. Năm đó Trường Thiên Sư phong ấn Long Hoàng, một gã La Hán Phật môn mang Phi Lai Phong đến chấn áp Long Huyết, đồng thời phát lời mời đến Luân Hồi Hoàng Triều, mời các đại tự miếu của Luân Hồi Hoàng Triều phái đệ tử có tiềm chất đến độ huyết tử, cố thủ Long Huyết, tu khổ thiện, độ hóa huyết ma. Năm đó 36 tự miếu đến từ Luân Hồi Hoàng Triều đều phái hòa thượng, ta là người đầu tiên tiến đến hội hợp cùng độ huyết tử. Thời điểm chúng ta đến, phát hiện La Hán kia đã rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, chỉ có người chờ chúng ta. Ngươi là một trong các đệ tử không có tên La Hán kia, ngươi lại tự dõng dạc phong làm trụ trì sao? 36 đệ tử tinh anh đến từ Luân Hồi Hoàng Triều đều phải nghe lời của ngươi, ngươi là đến từ đâu? Phương Sơn lạnh lùng nói. Lệnh của La Hán ngươi cũng không xem trọng? Vô Giới hòa thượng lạnh lùng nói. Không phải ta không xem trọng, là ngươi không quan hệ gì với La Hán kia. Chúng ta bởi vì uy lực của La Hán mới nhường nhịn mọi đường với ngươi. Sau khi thử mọi cách, chúng ta mới phát hiện La Hán kia căn bản không cần ngươi. Còn ngươi lục căn không tịnh, ăn thịt uống rượu, còn muốn tiếp tục làm trụ trì của chúng ta? Phương Sơn lạnh lùng nói. Cho nên năm đó lúc Sắc Dục Thiên nhập ma, ngươi mới cố ý gây sự bức ta rời đi. Vô Giới hòa thượng lạnh lùng. Không sai, người không có tư cách làm trụ trì của chúng ta, là ta mời sư huynh bức ngươi bỏ đi. Vậy mà ngươi thật sự nguyện ý phế bỏ tù vi, thật là không thể tưởng tượng. Người đã bị chúng ta đuổi đi rồi, còn muốn chỉ huy độ huyết tự sao? Buồn cười. Phương Sơn lạnh lùng. Vô Giới hòa thượng chắp tay thành chữ thập. A Di Đà Phật, tướng do tâm sinh. Phương Sơn,
tâm ngươi đã nhập ma đạo. Thôi lắm, vô giới hòa thượng, ta giữ lại một mạng cho ngươi là đã ban ân với ngươi. Hiện giờ là hắn luân hồi điện hoàng triều có lệnh, ngươi dám ngỗ nghịch sao? Mau cút ra. Phương Sơn lạnh lùng nói. A Di Đà Phật. Các tăng nhân độ huyết tử, ta xin hỏi, các ngươi còn là tu Phật giả không vậy? Dân chúng đang gặp nạn, phần thần Long Hoàng còn ở không trung, đã cắn mất mấy trăm dân chúng. Long Hoàng sẽ còn tuyên bố ăn sạch sẽ người toàn thành, ăn sạch sẽ các đại tiên môn nếu trốn thoát ra. Một nghiệp chứng yêu ma như vậy, các ngươi lại còn muốn thả Long Hoàng sao? Các ngươi muốn sinh linh đổ thán, các ngươi là người xuất gia, ngã Phật tử bi, hàng yêu trừ ma, chúng ta phải nghe theo Phương Sơn này làm hại thiên hạ sao? Vô giới hòa thượng chất vấn tất cả hòa thượng bay tới Phi Lai Phong. Trong lúc nhất thời, Phi Lai Phong ồn ào, hiển nhiên là vô số hòa thượng đều không muốn sinh linh đổ thán. Nhưng lệnh của trụ trì Phương Sơn, lệnh của La Hán Điện luân hồi hoàng triều, cho nên đều rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vô số hòa thượng nôn nóng bất an, không biết phải làm sao. Trên Phi Lai Phong, toàn trường ồn ào. Tuy nói đệ tử Đỗ Huyết Tự đều chờ đợi mệnh lệnh của Phương Sơn, nhưng mà đại bộ phận vẫn là đệ tử Phật môn, vẫn có lòng từ bi. Long Hoàng trốn thoát, sinh linh đổ thán, lúc này có thể phóng thích Long Hoàng sao? Trụ trì, không được. Đúng vậy trụ trì, nếu Long Hoàng ra ngoài, chúng sinh gặp tai họa, chúng ta không nhận nổi ác nghiệt này đâu. Vô giới hòa thượng nói đúng, chúng ta là đệ tử Phật môn, làm sao có thể vẽ đường cho hiếu chạy? Một đám hòa thượng đàm luận với Vương Sơn. Các ngươi bị điên rồi sao? Lời quán nói các ngươi lại nghe, lời ta nói các ngươi không nghe. Chúng ta đến từ 36 tự miếu, 36 tự miếu đều chờ đợi lệnh của La Hán Điện, ý chỉ của La Hán Điện luân hồi hoàng triều, các ngươi dám không tuân theo? Long Hoàng ra ngoài gây tai ương khắp thiên hạ, luân hồi hoàng triều không biết sao? Một đám cao tăng của La Hán Điện không thương hại thế nhân bằng các ngươi. Phương Sơn trừng mắt. Cả đám hòa thượng đều trầm mặc. Các ngươi còn từ bi hơn đám cao tăng của La Hán Điện sao? Thả Long Hoàng tự nhiên sẽ có tài ương, nhưng mà sẽ có một loại cứu thế, cứu thế mà chúng ta không cần hủy hoại chúng sinh. Phương Sơn khiển trách. Đám hòa thượng trầm mặc. A Di Đà Phật, chư vị của Độ Huyết Tự, lời của Phương Sơn các người cũng tin được sao? Long Hoàng mà thoát ra ngoài sẽ hủy diệt Chu Kinh, các người không tin tưởng những gì nhìn thấy mà lại đi tin tới những lời nói của Phương Sơn? Vô giới hòa thượng trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, một đám hòa thượng trần trờ. Vô giới, người muốn chết sao? Phương Sơn trừng mắt với vô giới hòa thượng, giống như muốn giết. Vô giới hòa thượng, người điên rồi sao? Không hiểu thì đừng chỉ huy lung tung, luôn tự cho là đúng, đợi xảy ra tai họa người còn cần phụ trách sao? Người căn bản không chịu trách nhiệm mà còn ồn ào, còn chỉ huy bậy bạ, người bị thần kinh à? Vương Khả mắng. Trên Phi Lai Phong, Phương Sơn sửng sốt. Vương Khả này rốt cuộc là người phía nào? A Di Đà Phật, Vương Khả, ta không chỉ huy bậy bạ, ta chỉ là vì chúng sinh. Vô giới hòa thượng kiên trì nói. Thối lắm, là ngươi chỉ huy bậy bạ, nếu không phải là tại ngươi, mấy trăm dân chúng lúc trước sao có thể chết? Xin người đấy, ngươi không có bao nhiêu bản lĩnh thì đừng có mà tự chủ trương được không? Tất cả mọi người đều rất đang bận rộn, lúc trước do không chịu nghe ta, kết quả ngươi tự mình muốn giải quyết, hại sự tình đơn giản trở nên phức tạp như bây giờ. Bây giờ cũng vậy, người đã bị phế tù vi, đã là phế nhân, đừng có gây rối nữa được không? Vương Khả trừng mắt khiển trách. Vô giới hòa thượng, Phương Sơn và tất cả hòa thượng đều sửng sốt. Vì sao? Vì sao lại không hiểu chứ? Vương Khả, người hồ ngôn loạn ngữ, cứ như vậy sẽ gây tai ương lớn. Vô giới hòa thượng nói. Gặp rắc rối là ngươi, nghe theo ta đã sớm không có việc gì rồi, không phải chỉ là thả Long Hoàng thôi sao? Có cái gì mà không được chứ? Đã nói với người, có ta ở đây không sao hết. Ta còn chờ Long Hoàng cứu Cung Vi, nếu thời gian kéo dài, não Cung Vi cũng sẽ tử vong. Vương Khả trừng mắt khiển trách. Nhưng mà Long Hoàng ra ngoài nhất định sẽ gây tai họa cho chúng sinh, đến lúc đó ngay cả ngươi cũng bị ăn. Vô giới hòa thượng lo lắng nói. Ta đã nói với ngươi rồi, nếu Long Hoàng dám sảng bệnh, ta đâm nó là được, ngươi ở đây lè mè cái gì chứ? Vương Khả trừng mắt mắng. Vô giới hòa thượng và một đám cao tăng trên trời đều nghẹt mặt. Vương Khả ngẩng đầu nhìn không trung. Đám hòa thượng các ngươi cũng thật là, lời nói của vô giới hòa thượng
lời nói của Phương Sơn các người không muốn nghe thì không nghe. Ở đây ồn ào cái gì? 18 đồng nhân bên kia, lần trước ta gặp các người cũng thật hiểu lý lẽ, hiện tại sao lại ngu như vậy? Một đám giống như là đầu gỗ vậy. Các người không tự biết nhận thức thị phi sao? Các người mỗi ngày làm đồng nhân, làm đến bị ngu rồi sao? Một chút năng lực làm rõ sai trái cũng không có sao? Trên phi lai phòng, sắc mặt 18 đồng nhân cứng đờ, một đám đỏ mặt nhìn Vương Khả. Vương Khả, đừng có tưởng rằng lần trước người cứu chúng ta là có thể mắng chúng ta. Đúng vậy, chúng ta đã bán máu trả cho ngươi rồi. Vương Khả, ngươi còn nói lung tung, đừng có trách ta không khách khí. 18 đồng nhân trừng mắt nhìn Vương Khả. Ta nói sai gì sao? Các ngươi không phải là Phật tu sao? Tu Phật chính là tu tâm. Đến lúc này rồi, các ngươi còn xin chỉ thị lãnh đạo sao? Lãnh đạo lớn của các ngươi là Phật tổ, Phật tổ gặp tình huống này sẽ thế nào? Cần nhắc lợi hại sao? Phục tùng mệnh lệnh cấp trên sao? Các người không tự hỏi nội tâm của mình đi. Đến giờ muốn làm gì thì làm, muốn cứu dân chúng thì đi đi, muốn cứu Long Hoàng thì cứu. Một đám nhào nhào, không biết các ngươi bận cái gì nữa. Tu Phật thành ngu hết cả rồi. Vương Khả trừng mắt mắng. Trên phi lai phòng, sắc mặt một đám hòa thượng cứng đờ, bị Vương Khả mắng một trận. A Di Đà Phật, đa tạ Vương thí chủ chỉ đạo. Một đám đồng nhân hơi thi lễ. Trụ trì, thật có lỗi, mà kệ mệnh lệnh của Luân Hồi Hoàng Triều, ta cũng không ngăn trở ngươi. Nhưng mà ta không thể trơ mắt nhìn dân chúng gặp tai ương, ta muốn trợ giúp dân chúng thoát khỏi chu kinh, thật có lỗi. Lại một đồng nhân cùng kinh nói, trụ trì, thật xin lỗi, trụ trì, xin lỗi. Một đám hòa thượng cung kính cúi đầu, nhất thời được 18 đồng nhân dẫn dắt đánh về phía chu kinh, hiệp trợ dân chúng chạy trốn. Cả đám đều rời khỏi. Đảo mắt, trên phi lai phòng chỉ còn lại không bao nhiêu hòa thượng. Phương Sơn trừng mắt nhìn một đám hòa thượng rời đi, ngược lại lạnh lùng nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi là cố ý, ngươi dám mê hoặc đệ tử đỗ hết tụ ta. Lão Phương, đừng nghĩ chuyện vô dụng. Bọn họ vốn không muốn cứu Long Hoàng, để bọn họ đi thì đi. Đám người muốn cứu Long Hoàng động thủ là được rồi. Hơn nữa nhân số càng ít, công lao các ngươi cứu Long Hoàng không phải là chia nhiều phần sao? Không phải rất tốt sao? Nhanh lên, đừng có dễ dàng, thời gian không còn nhiều đâu, mau cùng nhau tới cứu Long Hoàng. Long Hoàng còn đang ở đó, người có thể quán triệt tinh thần bắt buộc trong ý chỉ của Luân Hồi Hoàng Triều. Đừng cãi nhau với người khác, sớm một chút ra cứu Long Hoàng mới là chính sự. Vương Khả lo lắng hồ. Phương Sơn và một đám hòa thượng đều sửng sốt. Mẹ nó, Vương Khả này rốt cục đã đứng về phía vô giới hòa thượng hay là đứng về phía chúng ta nhỉ? Vương Khả không thể. Vô giới hòa thượng lo lắng. Người câm miệng. Vương Khả mắng to. Một đám hòa thượng trên phi lai phòng và vô giới hòa thượng đều sửng sốt. Mau, mau xuống dưới, Vương Khả thúc giục. Đám người Phương Sơn cảm thấy cổ quái nhưng mà vẫn đi xuống. Lúc này huyết hải đột nhiên quần quận nổi sóng. Ầm một tiếng, một tiếng nổ rung trời, huyết hải giống như là nổ tung, máu loãng đầy trời, đại địa nứt nẻ. Mọi người nhìn lại, chiến đấu của Long Hoàng và Sắc Dục Thiên rốt cục đã xong. Sắc Dục Thiên, đấu với ta, ngươi còn chưa đủ. Mọi người nhìn lại, chiến đấu của Long Huyết và Sắc Dục Thiên rốt cục đã xong. Sắc Dục Thiên, đấu với ta, ngươi còn chưa đủ đâu. Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Long Huyết dữ tợn cười to. Trên huyết hải, Long Huyết đạp lên Sắc Dục Thiên. Hai người đều thảm hại, giống như ăn mày, nhưng Sắc Dục Thiên thảm hại hơn, Long Huyết vẫn mạnh hơn một chút. Long Huyết, ta hao tổn hết tâm lực, ngươi cũng kém không ít đi. Tâm lực của ngươi cũng hao tổn không ít. Sắc Dục Thiên học máu, suy yếu nói. Đúng vậy, trận chiến của ta và ngươi bất đồng với trận chiến của người khác. Giữa ta và ngươi, ai hao tổn hết tâm lực, người đó mới chết. Ngày ngươi trở thành nguyên thần cảnh cũng thật ngắn ngủi, cho dù có nguyệt thần long đao thì cũng kém hơn ta. Nếu ngươi cứ trốn tránh, chúng ta không thể hao tổn tâm lực lẫn nhau. Ngươi không ứng chiến sẽ không thất bại. Hôm nay ngươi lại thà rằng chết cũng muốn nghênh chiến. Ta mạnh hơn ngươi, hiện tại là ngày chết của ngươi. Ngươi là tên ngu, vì một nữ nhân ngay cả mạng cũng không cần. Long Huyết dữ tợn cười to nói. Tuy Sắc Dục Thiên bị đạp, nhưng mà nhìn thấy quan tài cung vi cạnh Vương Khả, gương mặt buồn bã. Tiểu Vi đã chết, ta còn sống có ý nghĩa gì chứ? Tiểu Vi đã chết, mọi việc làm của ta còn có ý nghĩa gì chứ? Ta hận không thể báo thù cho Tiểu Vi, ta còn hận không thể đi cùng Tiểu Vi.
Sắc Dục Thiên nói: Người muốn đi cùng thì cùng với. Được, ta thành toàn cho ngươi. Long Huyết giữ tận một cước đạp mạnh, ầm một tiếng, thân thể Sắc Dục Thiên như là vỡ nát. Sau khi ta chết, hợp táng ta với Tiểu Vi. Sắc Dục Thiên nhìn Long Huyết lần cuối. Long Huyết nhìn Sắc Dục Thiên chỉ còn hơi tàn dưới chân, nhẹ răng cười: Yên tâm, ta sẽ khiến các ngươi đều tan xương nát thịt. Ta sẽ bầm thay bọn ngươi rồi tách ra, khiến cho người vĩnh viễn không thể gặp lại. Không! Trong mắt Sắc Dục Thiên toàn huyết lệ, gầm rú: Chết đi! Long Huyết dữ tợn giống to. Ầm một tiếng, thân hình Sắc Dục Thiên hoàn toàn bị đạp bạo. Sắc Dục Thiên, tên khốn người, rốt cục chết rồi, rốt cục chết rồi. Long Huyết cười như điên, nụ cười của thắng lợi. Khi tất cả mọi người nhìn Long Huyết đang hưng phấn điên cuồng, trong huyết thải bỗng nhiên vang lên từng đợt Phật âm: Nam Mô Thế Tông Địa Tàng Vương Bồ Tát. Một tiếng Phật hiệu lớn vang lên trong huyết thải. Long Huyết biến sắc: Trong huyết thải của ta tại sao có nhiều tiếng tụng kinh thế? Ai tụng kinh? Là ai? Không phải là tăng nhân độ huyết tự ta? Phương Sơn cách đó không xa kinh ngạc nói: Chủ trì, tụng kinh trong huyết hải là Địa Tạng Vương bản nguyên kinh, giống như có 3.000 tăng nhân đang tụng kinh, sao nhiều như vậy? Một đám hòa thượng độ huyết tự cả kinh kêu lên: Địa Tạng bản nguyên kinh, Địa Tạng bản nguyên kinh, sao lại thế? Trong huyết hải của ta sao lại có thứ này? Sắc Dục Thiên không phải chết rồi sao? Trong huyết hải sao còn có thứ ta không biết? Long Huyết kinh ngạc. Trong huyết thải cách đó không xa bắt đầu bốc hơi. Trong huyết thải quần quận giống như là trồi lên một đài sen huyết sắc thật lớn. Phía trên đài sen huyết sắc, một hòa thượng khoanh chân ngồi, hai tay tạo thành chữ thập, vẻ mặt trang nghiêm, miệng tụng Địa Tạng bản nguyên kinh. Sắc Dục Thiên, ngươi còn chưa chết? Không thể nào, ngươi không phải đã chết rồi sao? Long Huyết cả kinh kêu lên. Hòa thượng trên đài sen bỗng nhiên mở mắt. Sắc Dục Thiên đã không còn lệ khí như trước, hai mắt tràn ngập từ bi. Nam Mô Thế Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hòa thượng bộ dáng của Sắc Dục Thiên mở miệng nói. Hòa thượng chậm rãi đứng dậy, quanh thân giống như là tỏa ra kim quang, nhìn vô cùng nghiêm túc. Sắc Dục Thiên. Đám người Phương Sơn cũng kinh ngạc nói: A Di Đà Phật, Bần Tăng giới sắc. Hòa thượng mở miệng nói: Giới sắc. Mọi người trừng mắt nhìn hòa thượng bộ dáng Sắc Dục Thiên. Giới sắc, người đã trở về rồi. Vương Khả kinh hỉ kêu lên. Đại La Kim Bát trong lòng tay Vương Khả bay về phía giới sắc. Bang một tiếng, Đại La Kim Bát vào tay nhất thời nở rộ kim quang. A Di Đà Phật, còn rút cuộc ngộ đạo rồi. Vô Giới Hòa Thượng kinh hỉ nói. Giới sắc nhìn về phía Vô Giới Hòa Thượng, chắp tay chú thập, cung kính thi lễ với Vô Giới Hòa Thượng: Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Vô Giới Hòa Thượng vui mừng chắp hai tay thành chữ thập đáp lễ. Giới sắc, hiện tại ngươi đang ra vẻ cái gì vậy? Vợ ngươi đã chết, nhìn thấy không? Vợ ngươi đã chết rồi. Vương Khả chỉ vào quan tài bên cạnh nói. Giới sắc nhìn về phía quan tài, nhất thời bước chân đến phụ cận. Cùng vì thí chủ, đây là... Trên mặt Giới sắc Hòa Thượng hiện lên nét kinh hoàng. Là hắn, Long Huyết chết vợ ngươi, chính hắn. Vương Khả chỉ vào Long Huyết cách đó không xa quát lên. Long Huyết sửng sốt, rõ ràng là Cung Vi tự sát, giết cái gì? Người này còn là Sắc Dục Thiên sao? Giới sắc cầm Đại La Kim Bát, bỗng nhiên quay đầu nhìn Long Huyết. Các hạ là ai? Là người giết Cung Vi à? Long Huyết sửng sốt, người thật là Sắc Dục Thiên. Người không chết nhưng mà đã mất trí nhớ. Nhưng mà người mất trí nhớ thì mất trí nhớ, sao người không quên Cung Vi? Cung Vi là tự sát, hơn nữa nàng đáng đời. Long Huyết lạnh lùng nói. Vương Khả lập tức kể hết mọi chuyện cho Giới sắc. Đương nhiên lời của Vương Khả khẳng định là có nghệ thuật gia công. Trong nháy mắt, hình ảnh Cung Vi bị Long Huyết giết hại, hành hạ đến chết, nổi lên trong đầu của Giới sắc. Giới sắc còn chưa nghe xong, trong mắt liền hiện lên tơ máu. Ác tặc lớn mật, dám giết hại Cung Vi, tổn thương chúng sinh, ta muốn mạng của ngươi. Ánh mắt Giới sắc trừng lên, nháy mắt đến trước mặt Long Huyết. Long Huyết sửng sốt, người muốn báo thù cho Cung Vi thì nói thẳng đi,
còn thêm tội danh giết hại sinh linh cho ta. Còn mẹ nhà ngươi. Ầm một tiếng, trên biển máu lần nữa nổ tung. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.